bạn đang nghe truyện từ Tiên Hiệp Audio, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Vĩnh Sinh, tập 117 Phương Hàng và Tiểu Thạch Hoàng đối chọi chan chát nhưng vẫn chưa hề ra tay. Trong lúc hiên viên phá nói chuyện, thần sắc Phương Hàng vẫn tự nhiên, chân khí toàn thân lan ra bắt đầu dò xét xem thạch điện này rốt cục có mai phục gì hay không, ở phía dưới thạch điện này rốt cục trấn áp thứ gì, hoặc Tiểu Thạch Hoàng tống đằng phi này có đặc cảm bẫy gì. Tiểu Thạch Hoàng trước mắt này tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường, có thể nói là kẻ khó chơi nhất Phương Hàng gặp phải trong những người đồng cảnh giới. Nhìn khí thế của hắn dung hợp với phong thần Thạch Bi, phát ra từng luồng khí tức của tiên khí vương phẩm, Phương Hàng cảm thấy hơi không ổn. Nhưng không ổn thì không ổn, cả đời Phương Hàng đã gặp qua rất nhiều sóng to gió lớn, cũng không e ngại chút nào, thánh tử của Thái Nhất Môn không ở đây. Ta tu luyện nguyên tiên đạo cũng không cần kẻ nào trợ giúp. Công nghiêm của Tiên khí Vương phẩm không phải kẻ như ngươi có thể hiểu nổi." Tiểu Thạch Hoàng tống đằng phi nói, hơn nữa phong duy ngươi ngoài mạnh trong yếu, nếu thật sự một mình dám đối mặt với tất cả thánh tử thái nhất môn ta thì cũng không cần phải liên lạc với Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Vũ Hoàng còn đưa nhiều thánh tử tới vây công ta như vậy. Điều này nói rõ trong lòng ngươi không nắm chắc có thể chiến thắng ta, sợ hãi ta. Ngươi còn chưa giao thủ với ta thì đã thất bại rồi thật không? Thế công tâm lý của ngươi thật mạnh mẽ đó. Phương Hàng mỉm cười nói, ta làm việc luôn rất cẩn thận, phải nắm chắc trăm phần trăm, tuyệt đối không mạo hiểm. Hiện giờ đúng là mười phần nắm chắc mới tìm tới ngươi. Nếu ngươi đã nói xong rồi thì từ nay trong thái nhất môn tuyệt đối không còn kẻ tên là Tiểu Thạch Hoàng nữa. Tiểu Thạch Hoàng, ngoan ngoãn giao phong thần Thạch Bi ra đây, còn cả một số linh mạch vương giai của ngươi cũng đều dâng hết ra đây nếu không thì hôm nay nhất định ngươi phải bỏ mạng ở nơi này tiểu vũ hoàng hạ chi thu nói ngươi nếu giao phong thần thạch bi và linh mạch vương dai ra thì chúng ta sẽ lấy một nửa pháp tắc trên người ngươi sau khi ngươi đã không còn uy hiếp gì với chúng ta nữa thì ta có thể tha cho ngươi một mạng để ngươi rời đi lựa chọn thế nào tự ngươi quyết định đi không sai chúng ta dù sao cũng không muốn kết thù với thái nhất môn chỉ cần ngươi giao hết tài phú và pháp bảo trên người ra, nguyện ý tự phế trừ đạo thuật thì chúng ta đúng có thể tha mạng cho ngươi. Hiện giờ ngươi chẳng còn cơ hội nào khác đâu, biết chứ? Ngươi ước chừng trở thành nguyên tiên còn chưa vượt qua nguyên tiên kiếp, phải không? Tiểu phủ Hoàng Hiên Viên phá cười ha hả nói, kiếp số của ngươi đã tới gần, có lẽ trong lúc chiến đấu sẽ bộc phát. Đến lúc đó chúng ta giết ngươi lại càng đơn giản. Lũ ngu muội vô tri các ngươi thật sự nghĩ rằng ta không vượt qua được nguyên tiên kiếp mà lại phóng thạch khí ra, khu chiên giống trống như vậy sao? Các ngươi quá sai lầm rồi. Ta sớm đã vượt qua nguyên tiên kiếp, hiện giờ đã là nguyên tiên. Chắc các ngươi cũng không biết, ta có một môn bí pháp, có thể che giấu khí tức kiếp số trong thân thể. Để ta cho lũ ngu muội các ngươi thấy một chút thực lực chân chính của ta vậy. Tiểu thạch hoàng tống đằng phi đột nhiên há mồm hút một cái. Ô ô ô ô, trên mặt đất nhất thời vang lên tiếng quỷ khóc thần gào. Đồ hình 10 vạn đại châu trên thiên đình, cả chính linh mạch vương giai không ngờ đều bị hút vào thân thể hắn. Sau đó, trên đầu hắn xuất hiện một đạo linh quang bất diệt. Tất cả pháp tắc ngưng tụ tại một nguyên điểm. Đây là tượng trưng cho nguyên tiên. Tiểu thạch hoàng tống đằng phi không ngờ đã tu thành nguyên tiên. Hóa ra hắn vẫn luôn ẩn nhẫn không thể hiện ra, chẳng hề để lộ khí tức của mình, chờ địch nhân vào bẫy, đánh chết tất cả thánh tử muốn ám toán mình. Nguyên tiên, không ngờ ngươi sớm đã tu thành nguyên tiên rồi. Tiểu vũ hoàng hạ chi thu biến sắc, sắc mặt tiểu vũ hoàng hiên viên phá cũng thay đổi. Lúc tiểu thạch hoàng tống đằng phi chưa tu thành nguyên tiên cũng đã cực kỳ lợi hại, một khi tu thành nguyên tiên thì mức độ lợi hại sẽ tăng lên không chỉ gấp năm mười lần, làm sao có thể khắc chế hắn nổi? Sở dĩ có nhiều người muốn ngăn cản kẻ này thăng cấp thành nguyên tiên như vậy bởi vì một khi hắn đạt tới cảnh giới nguyên tiên, lại luyện hóa bản thể phong thần thạch bi, có thể hóa thành tiên khí vương phẩm, đánh chết tất cả thánh tử nơi này, hoành tảo vô địch. Chuyện này đối với mỗi một thánh tử đều là một mối uy hiếp lớn. Nhưng hiện tại tiểu thạch hoàng tống đằng phi không ngờ không ai hay biết đã đạt được mục đích rồi, quả thực khiến người ta nghe mà sợ hãi. Ngay trong lúc này, dù là tiểu vũ hoàng hay tiểu phủ hoàng đều sinh ra ý định rút lui tiểu thạch hoàng tống đằng phi tu thành nguyên tiên lại luyện hóa phong thần thạch bi thì cơ hồ chỉ có thánh nhân chính thức mới có thể khắc chế được hắn ngoài ra thì có thể nói kẻ này đã là vô địch phong huynh chúng ta mau rút lui chậm nữa là không kịp chúng ta dù lợi hại cũng không thể giết nổi người này tranh đấu vô vị chỉ để người khác kiếm lợi không bằng toàn thân trở về Tiểu vũ hoàng hạ chi thu lập tức truyền thần niệm cho Phương Hàn, đồng thời thân thể như cánh cung, chuẩn bị vọt đi. Chạy! Tiểu vũ hoàng lại càng dứt khoát, trực tiếp nhảy vào hư không? Hừ, còn muốn chạy, chạy được sao? Tiểu thạch hoàng tống đằng phi vung hai tay lên, lập tức không gian xuất hiện những cây trường mâu bằng đá, lao về phía tiểu phủ hoàng hiên viên phá, liên tục va chạm với đại phủ của hắn cả trăm ngàn lần, tạo thành một lực lượng rất lớn đánh hắn bay ngược trở lại. Ngươi. Sắc mặt tiểu phủ hoàng hiên viên phá vô cùng khó coi. Hắn vùng bố chống đỡ thạch mâu, đồng thời cảm nhận được không gian bốn phía đều đã bị một loại thạch phù phong tỏa, với lực lượng của bản thân căn bản không thể thoát đi, khả năng rời khỏi nơi này là vô cùng nhỏ. Ta đã nói rồi, các ngươi hôm nay đều phải chết ở đây, đừng mơ tưởng nữa. Có gì ngôn gì thì trực tiếp nói ra đi, sau khi nói xong ta lập tức tiễn các ngươi lên đường biến các ngươi thành nhóm tế phẩm đầu tiên cúng tế cho thành tựu khi tu thành nguyên tiên của ta tiểu thạch hoàng tống đằng phi lại huy động hai tay sau lưng hắn xuất hiện rất nhiều binh khí pháp bảo trường thương trường mâu phương thiên họa kích bằng đá thạch phủ thạch câu thạch tỏa mỗi một thứ vũ khí đều vô cùng cổ kính tràn ngập lực lượng và vẽ tang thương vận chuyển lịch sử và văn minh các ngươi cũng không cần kinh hoàng thất thố như vậy cho dù hắn tu thành nguyên tiên nhưng ta vẫn có thể hoàn toàn khắc chế hắn. Phương Hàng lạnh lùng cười, lại lên tiếng. Đột nhiên cánh tay hắn như pháo bắn ra, bàn chân đạp mạnh lên mặt đất thạch điện. Mặt đất nơi này lập tức xuất hiện rất nhiều khe nứt. Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Vũ Hoàng, ta dọc đường đi vẫn chưa thể hiện hết lực lượng mạnh nhất của mình, cho nên các ngươi đối với ta có thể chưa tin tưởng, vẫn còn sợ hãi Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi tu thành nguyên tiên này. Hiện giờ ta cho các ngươi biết, cái gì mới gọi là lực lượng cực mạnh. Thạch điện này tan vỡ cho ta. ầm ầm, Thân thể phương hàng vọt lên, lực lượng hoàn toàn được phóng thích, cảnh giới thiên địa nhất thể được thi triển ra, hai tay hóa thành phù văn. Một thái cực thần đồ hư ảo hiện ra bao phủ thân thể tiểu thạch hoàng tống đằng phi. Vạn luồng nguyên khí tạo thành cự long, liên tục bay lên bay xuống. Quần long vô thủ, từng cái từng cái ký hiệu văn mờ nờ hờ hiện ra sau lưng hắn. Phong thần thạch bi, luyện hóa cho ta. Nguyên khí của phương hàng hóa thành một tấm màn hình trứng, bao phủ tiểu thạch hoàng tống đằng phi, không ngờ hình thành hình dáng giống như luyện hóa tàn phiến thần khí, bắt đầu luyện hóa phong thần thạch bi của đối phương. Đối mặt với tiểu thạch hoàng vừa tăng cấp lên nguyên tiên, phương hàng không ngờ dám ngang nhiên ra tay, trực tiếp luyện hóa có thể nói là hùng hồn bá đạo, ý chí vô địch, khí thế vượt cả cổ kim vị lai. Cả bầu trời thạch điện lúc này bị phá tan, sát khí cuồn cuộn từ bên ngoài trút xuống. Từng cây cột của thạch điện lần lượt sụp đổ, dầm xà xuất hiện rất nhiều khe nứt. Rất nhiều cấm pháp bằng đá, phù văn, thoáng cái đều bị chấn động của phương hàng phá tan. Lực lượng thật mạnh mẽ. Tại sao lại có thể mạnh tới vậy? Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng đều gật mình dù bọn họ đánh giá cao Phương Hàng nhưng hiện tại khi Phương Hàng thể hiện ra toàn bộ lực lượng thì vẫn khiến bọn họ bị dọa tới toát mồ hôi lạnh. Người này tại sao có thể mạnh như vậy? Ngay cả tiểu thạch Hoàng Tống Đằng Phi cũng biến sắc. Hắn vốn tưởng Phương Hàng chỉ đạt cảnh giới tổ tiên, cho dù có mạnh thì cũng không thể mạnh hơn nữa. Nhưng lúc này lực lượng của Phương Hàng lại triệt để hoàn toàn vượt qua phán đoán của hắn. Sự mạnh mẽ này căn bản hắn không thể tưởng tượng nổi. Tất cả thạch điện ở nơi này đều là do nguyên khí của hắn biến thành, hoặc có thể nói là do thạch khí bổn mạng sau khi kết hợp với phong thần thạch bi mà biến hóa ra, quy lực lớn không thể tính nổi. Hễ là người tiến vào trong thạch điện, căn bản không thể đấu nổi với một nguyên tiên như hắn. Nhưng hiện tại nơi này lại bị lực lượng của Phương Hàn đánh tan. Lập tức bổn mạng nguyên khí của hắn bị rung chuyển, người bị thương nhẹ. Nhưng vết thương nhẹ này đối với hắn cũng chẳng đáng gì. Phong thần thạch bi được luyện hóa trong cơ thể hắn lúc này hơi rung động, lại có càng nhiều nguyên khí cuồn cuộn tràn ra, chữa trị hoàn toàn thương thế, lại rèn luyện thân thể hắn một lần nữa. Thân thể của hắn có thể nói đã vượt qua cả cảnh giới nguyên tiên, bởi hắn là tiên khí vương phẩm chuyển thế, lại tìm được bản thể của mình, mỗi lần bị thương ngược lại càng kích thích tiên khí vương phẩm bổ sung nguyên khí. Theo phương diện khác mà nói, hắn đã có thân thể bất hủ bất diệt vĩnh hằng thạch hoàng đao. Hai tay hắn hợp lại, trong khoảnh khắc liền có thạch khí không cùng ngưng tụ lại, tạo thành một thanh thánh đao hoàng giả, bổ thẳng xuống đầu phương hàng. Một đao này chém xuống khiến nguyên khí bị xé tan, lực lượng tập trung lại, rất nhiều thần quan pháp tắc ngưng tụ lại thành phù văn hình răng cưa, lưu chuyển không ngừng trên thân đao, tiếp tục chém xuống ý muốn xả phương hàng thành hai nửa. Phương hàng mở miệng gầm lên một tiếng, đánh ra một chưởng trên bàn tay hắn xuất hiện một tầng ánh sáng bảy màu như bàn thạch, trực tiếp chống đỡ mũi đao, trưởng chỉ biến đổi, không ngờ lại đánh nát bấy thạch hoàng đao này. Tất cả thạch khí trên đó đều bị Phương Hàng cắn nuốt hết. Cẩn thận! Ngay lúc Phương Hàng dùng một trưởng đánh nát thạch hoàng đao, một cây thạch thương từ trong không gian hư vô hiện ra đâm thẳng tới ngực hắn. Một đầu khác của cây thương này đang nằm trong tay tiểu thạch hoàng. Lúc này mũi thương liên tục lóe lên linh quang bất diệt, chính là pháp tắc của nguyên tiên chát một thương này mang theo lực lượng mạnh mẽ không ngờ đâm thẳng vào ngực phương hàn xuyên qua tới sau lưng hắn tiểu thạch hoàng đánh một thương xuyên qua thân thể phương hàn thạch hoàng thương thương này còn gọi là phong thần nhất kích người bị đánh trúng toàn thân tan biến nguyên linh cũng bị hấp thụ tiến vào trong phong thần thạch bi trở thành nô lệ của thần linh trong bia ngươi ngoan ngoãn làm nô lệ đi tiểu thạch hoàng tống đằng phi tươi cười nói một bức hình ảnh thảm liệt hiển hiện giữa bầu trời tiểu thạch hoàng tống đằng phi chỉ bằng một thương xuyên thủng thân thể phương hàn từ trước ngực trực tiếp đâm ra sau lưng trên thạch thương cổ xưa tản mát ra từng đợt khí tức hung tàn rất nhiều tiên thuật thần thông ngưng tụ trên mũi thạch thương tiến hành phá hoại thân thể phương hàn sắc mặt tiểu thạch hoàng hiện rõ nét cười hắn biết rất rõ từ sau khi mình tu luyện thành nguyên tiên một thương này đã lợi hại cỡ nào. Nói không chừng chỉ một thương là đủ để tổn thương đến thánh nhân. Về phần phương hàng là tổ tiên còn chưa thăng cấp đến nguyên tiên, quả thật có thể trực tiếp diệt vong, không cần tốn quá nhiều sức. Thạch thương này không phải một kiện pháp bảo, mà là thạch khí từ phong thần thạch bi biến hóa ra, có uy nghiêm của tiên khí vương phẩm, lực sát thương ngang với phân nửa thực lực một kích của tiên khí vương phẩm. Dù là tiên khí tuyệt phẩm, dưới mục kích này cũng phải vỡ nát sao có thể như thế được không xong phong duyên lại bị đâm xuyên qua lần này không chết cũng phải trọng thương nếu một thương này đâm vào cơ thể ta quả thật sẽ gặp phải phá hoại hủy diệt hai người tiểu thạch hoàng tiểu phủ hoàng kinh hoàng nhưng không dám tới hỗ trợ ngược lại tất cả thánh tử ba đại môn phái như tôn thi họa đều thi triển ra thiên vương tụ thánh pháp hóa thành thiên vương thánh linh bỗng nhiêu phát động công kích tuyệt địa nhắm vào tiểu thạch hoàng tống đằng phi. Thần thông tiên thuật như mưa bão ào ào trút xuống. Hàng tỷ đại tiên thuật thần thông nối tiếp không ngừng, hình thành cơn thác lũ tiên thuật. Một đám kiến hôi, liên hợp lại cũng không phải đối thủ của ta, chờ ta giết phong duyên này rồi, luyện hóa tinh khí trong cơ thể hắn, ta sẽ diệt từng người các ngươi, để cho các ngươi biết cái gì gọi là khủng bố. Trước người tiểu thạch hoàng tống đằng phi đột nhiên xuất hiện một tấm trắng đá màu xám, thác lũ tiên thuật đánh lên trên tấm trắng này bộc phát ra một trận ầm đùng, thế nhưng lại không dao động đến thân thể của hắn chút nào. Một mặt thạch thuẫn, quả thật có thể chống đỡ hết thảy mọi loại công kích. Thạch khí của hắn có thể diễn hóa ra các loại binh khí, thạch đao, thạch kiếm, thạch thương, thạch mâu, thạch thuẫn, thạch cổ. Mỗi loại binh khí đá đều có các loại huyền ảo, gần như tương đương với tiên khí bán vương phẩm. Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng, mau mau công kích, giải cứu Phong Duyên Sư Huynh, bằng không hắn giết Sư Huynh Phong Duyên, chúng ta đừng mong sống sót. Từ thân thể Thiên Vương Thánh Linh, phát ra tiếng nói của mấy người hư mộ vân, Tôn Thi Họa đang liên tục trống giận. Đồng loạt ra tay, giải cứu Phong Duyên. Tiểu Vũ Hoàng cùng Tiểu Phủ Hoàng liếc nhìn nhau, biết thời điểm hiện giờ tuyệt đối không thể lùi bước hơi lùi một chút hậu quả thật không thể tưởng tượng hai người đột nhiên ra tay mỗi người đánh ra tuyệt học ngạo thế thành danh đã lâu của mình về phía tiểu thạch hoàng ầm ầm tiểu vũ hoàng vừa ra tay là đại sát chiêu vũ lạc uông dương vô số giọt mưa bỗng dưng xuất hiện từ hư không hư không biến hóa trở thành một mảnh biển rộng mênh mông giữa biển rộng giọt mưa rơi xuống điên đông điên đông bất ngờ đàn tấu ra một khúc âm nhạc như tiếng trời những âm nhạc này hợp thành những âm phù giữa hư không. Âm phù cuồn cuộn, sóng to gào thét, đánh giết về phía Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi. Còn tiểu phủ hoàng vung đại phủ lên, từng đường phủ ảnh vẽ lên giữa không trung những vết tích như thần long vẫy đuôi, linh dương móc sừng. Những vết tích này hợp nhất thành một bức tranh cổ thần khai thiên, hiện rõ giữa trời không, tiến hành trấn áp tuyệt địa đối với Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi. Tốt, tốt lắm. Vũ Lạc Quân Dương cự thần khai thiên, hai đại hoàng giả chuyển thế các ngươi rốt cuộc toàn lực ra tay với ta, chẳng qua cũng không cách nào tới gần ta ba thước, thạch hoàng chung, thạch hoàng cổ. Sắc mặt tiểu thạch hoàng tống đằng phi vẫn như thường, ở trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một chuông một trống, chuông trống kia đều làm bằng đá, hết sức huyền ảo, mang theo một cổ khí tức hùng tráng. Chuông đá ngâm dài, trống lớn vỗ mạnh, hai đạo âm phù cũng hội tụ thành dòng, đánh thẳng về phía hai đại sát chiêu đụng vào nhau giữa không trung, luân phiên bùng nổ. Mỗi một lần bùng nổ, thạch khí lại cô động một phần, thạch khí giữa không trung như sôi trào sùng sục, một lần nữa ngưng tụ lại thành thạch điện, thạch điện càng thêm to lớn. Tiểu thạch hoàng căn bản không sợ hai người công kích, nhàn nhã như không, còn có dư sức khôi phục thạch điện, có thể thấy rõ thực lực của hắn khủng bố đến mức nào. Phong Duyên, hiện giờ những người ngươi gọi tới giúp đỡ đều bị ta chặn đứng, căn bản không công kích vào trong khí tràng của ta. Cho nên, ngươi chết đi. Sau khi đâm thủng thân thể Phương Hàng, tiểu thạch hoàng tống đằng phi kéo thương ra, đột nhiên chấn tới, lực lượng trên người bùng nổ lần nữa, có ý muốn một thương chấn vỡ Phương Hàng. Đúng là trò đùa. Ngươi cho rằng như thế là có thể tổn thương được ta hay sao? Ánh mắt Phương Hàng đột nhiên mở ra, trong ánh mắt bắn ra từng trận thần quang, văn minh sử lại xuất hiện, tiểu phủ hoàng, tiểu vũ hoàng hai người các ngươi thật cho rằng ta bị nguy hiểm còn cần các ngươi cứu ta sao quả thật là không hiểu gì thực lực của ta cả một thương này vừa lúc để ta nắm được sơ hở tiểu thạch hoàng ngươi nghĩ rằng ta bị ngươi đâm trúng ư rất sai hết sức sai lầm là ta cố ý cho ngươi đâm trúng để suy tính khí tức của thạch tinh túy của thạch trong cơ thể ngươi sau đó sáng lập một trang văn minh mới lấy chiêu của người trả lại cho người thạch văn minh ngưng tụ cho ta rắc 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 tiếng thân thương gãy nát truyền ra từ thân thể phương hàn cây thương đá kia lại đứt vỡ thành từng khúc một lượng lớn thạch khí tiến vào trong thân thể phương hàn chẳng những không thạch hóa hắn ngược lại còn bị hắn hấp thu thôn phệ biến thành chất bổ dưỡng cho hắn đây là chuyện gì thân thể tiểu thạch hoàng tống đằng phi đột ngột lùi ra hắn phản ứng cực nhanh vừa nãy cảm giác được một lượng lớn ký ức trong thân thể mình bị một cổ lực lượng kỳ diệu bắn phá, giống như bị sao chép một lần. Lĩnh ngộ thạch đạo của mình, các loại sinh ra thạch khí, phương pháp thao túng, lại bị đối phương biết rõ từng cái một. Phương Hàng bổ một chưởng về trước, trường thương bị phá nát, trước thân thể đột nhiên hiện ra một quyển sách, kỷ nguyên chi thư. Từng trang từng trang văn minh mở ra, thần, ma, nho, Phật, tiên, thú một tờ cuối cùng vốn là chỗ trống, thế nhưng ở trong chỗ trống này đang có thạch khí lưu chuyển, cuối cùng cô động thành một trang thạch văn minh. Thạch văn minh sử, xa xưa, kiên cố, nguyên thủy, ở thời đại mang hoang, chính là thời kỳ đồ đá, sinh ra văn minh thái cổ xa xưa nhất. Vừa rồi Phương Hàng giao thủ với tiểu thạch Hoàng Tống Đằng Phi, bị một thương đâm xuyên thân thể, kỳ thật là cố ý, thừa cơ vận dụng năng lực, nhìn trộm các loại kết cấu thân thể hắn, lực lượng thần bí của phong thần thạch bi trong cơ thể, sau đó cướp đoạt một ít ký ức của hắn, vận dụng thần quốc tinh thể của mình, lực lượng chu thiên nghi, suy tính thạch văn minh, thành công soạn ra một đoạn văn minh sử thạch. Phương Hàng hiện giờ nào có khả năng dễ dàng bị một thương đánh chết như vậy? Nếu như là Phương Hàng trước khi tiến vào thái cổ chi khư tiến hành huyết sắc thí luyện, gặp phải tiểu thạch hoàng tống đằng phi hiện giờ, quả thật có khả năng sẽ bị đối phương một thương đâm chết hay trọng thương. Chẳng qua trên đường tiến vào thái cổ chi khư, thực lực phương hàng tăng lên không ít, trước đó giết bọn người triệu phong hoa, luyện hóa thiên quân giác, lại thẳng đường chém giết yêu ma, chí bảo tam thập tam thiên hóa thành tiên khí thượng phẩm chân chính, càng thêm tiến tới một bước, lực lượng đã tăng đến đỉnh điểm, xưa đâu bằng nay. Dù là lực lượng tiểu thạch hoàng tống đằng phi hiện giờ, cũng sẽ không dễ dàng chiếm thượng phong như thế. Văn Minh Thạch soạn ra ở kỷ nguyên chi thư, ngay lập tức, trên đầu Phương Hàng cũng xuất hiện thạch vân cuồn cuộn, tuyệt không khác gì với thạch khí của tiểu thạch hoàng. Ở trong trang văn minh sử thạch, rất nhiều người vượng thượng cổ, tay cầm búa đá, dao đá, nồi đá, lọ đá, bận rộn sinh hoạt, tạo thành một bức hình ảnh nguyên thủy chứa trong đó khí tức thời đại đồ đá. Tinh diệu trong đó, biến hóa tan thương đối với lịch sử, còn siêu việt cả thạch khí của tiểu thạch hoàng. Thạch hoàng chung Thạch hoàng cổ tan biến cho ta, để ta sáng lập văn minh thạch đạo. Thân thể Phương Hàng vừa động, ngay lập tức, đã tới gần Tống Đằng Phi, hai tay vung lên, đánh ra hai đạo lực lượng, lập tức đánh nát bấy chuông đá, trống đá cản trước mặt hắn. Chuông đá trống đá vừa vỡ nát, thạch khí bị nổ tung tràn ra như sông về biển rộng đầu nhập vào trong trang văn minh sử thạch, lập tức văn chương văn minh sử mở rộng lần nữa, càng nhiều đồ án văn minh thời kỳ đồ đá hiển hiện ra ở trên đó mọi người cảm giác được hoàn cảnh xung quanh đột nhiên xảy ra biến hóa, dường như chân chính đi đến văn minh thời kỳ đồ đá. Khí tức mang hoang, tràn ngập thạch điện. Đây là đạo thuật gì? Vô thượng đạo thần, ta chưa từng thấy qua đạo thuật thần kỳ như thế, có thể cướp đoạt thạch khí của đối phương chuyển hóa thành văn minh sử, sau đó không ngừng hòa tan thạch khí, mở rộng văn minh. Nếu như là thế, vậy tiểu thạch hoàng căn bản không làm gì được hắn nữa. đúng thế bất cứ công kích gì đều sẽ bị trang văn minh sử đó hút lấy căn bản không tổn thương được phong duyên hơn nữa sẽ tăng thêm thực lực cho hắn loại đạo thuật này quả thật khủng bố quả là vĩnh viễn đứng ở thế bất bại mà kỷ nguyên đạo văn minh sử đây ta quả thật không thấy qua thủ đoạn đạo thuật biến thái này cho dù là thiên quân thượng cổ tạo hóa tiên vương cũng không có thủ đoạn như truyền thuyết này bất cứ thần thông tuyệt học gì cũng không biến thái như thế thật là do hắn tự nghĩ ra rốt cuộc hắn là ai chuyển thế tiểu vũ hoàng tiểu vũ hoàng nhìn một màn này quả thật ngây ngốc không ngờ tới biến hóa như thế này hấp thụ thạch khí của đối phương tăng cường cho mình vậy tiểu thạch hoàng tống đằng phi làm sao công kích nữa bất cứ công kích gì cũng là một loại tẩm bổ cho đối phương ta không tin loại tà thuật của ngươi thật sự có thể hấp thu thạch đạo đường đường của ta tiểu thạch hoàng tống đằng phi bị đẩy lùi nhưng không tin chuyện quỷ đứng thẳng ở sâu trong thạch điện mài tóc đen không ngừng lay động lập tức toàn thạch điện bắt đầu thu nhỏ co rút vào bên trong trong tiếng răng rắc thạch khí tràn ngập càng thêm ngưng tụ ngưng luyện hơn trăm lần mỗi một đoàn thạch khí trôi nổi đều mang theo khí tức như một ngọn núi lớn chỉ cần người ta hơi hít vào một tí ti thạch khí Toàn thân sẽ trực tiếp nổ tung. Quả nhiên làm thế, tốc độ hấp thu thạch khí của văn minh sử thạch đạo do phương hàng cô động thành liền chậm hơn nhiều, thậm chí có một chút thạch khí cũng không cách nào luyện hóa hấp thu. Đường đường thạch hoàng đạo, thạch bi chí tôn vương phẩm, sao có thể bị tà thuật của ngươi phá được? Tiểu thạch hoàng tống đằng phi ổn định nguyên khí, đi tới từng bước. Còn cách phương hàng ngàn trượng đột nhiên gia tốc, vừa biến hóa. Thạch ảnh chớp động đã tới trước mặt Phương Hàn, một quyền đánh tới. Tiên khí vương phẩm dù sao cũng là tiên khí vương phẩm, Tống Đằng Phi vừa ngưng tụ thạch khí lại, cho dù Phương Hàn ngưng tụ ra văn minh sử cũng không cách nào hấp thu được thạch khí tràn ngập khí tức vương giả này. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi nhào tới, bắn đi như chớp giật đến trước mặt Phương Hàn, triển khai phản kích. Lập tức Phương Hàn như bị núi cao đè ép, toàn thân bị ép đến mức phát ra tiếng vang răng rắc cẩn thận, đó là thạch huyễn ảnh. Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Vũ Hoàng, mục tiêu thật sự của hắn là các ngươi. Đối mặt áp bách như vậy, ánh mắt Phương Hàng chợt lóe, lại truyền một đạo thần niệm ra ngoài, đồng thời vùng mạnh lên, bàn tay bổ ra, đánh nát bấy tiểu thạch hoàng đang nhào tới trước mặt. Đó chỉ là một con rối bằng đá, cao lớn hùng tráng, giống y như tiểu thạch hoàng. Nếu không phải Phương Hàng nhìn ra mánh khóe này, lần này sẽ gạt được tất cả mọi người. Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Vũ Hoàng đang đứng nhìn trận chiến đấu giữa Phương Hàng cùng Tiểu Thạch Hoàng, bất ngờ nhận được ý niệm Phương Hàng truyền tới, đột nhiên hoa mắt, thạch khí cuồn cuộn kéo tới đè ép, chân thân Tiểu Thạch Hoàng xuất hiện. Ở sau lưng hắn, hiển hiện ra một khối phong thần thạch bi, bên trên bia đá toát ra các loại binh khí đá, từ trên không trung hóa thành đại trận đâm thẳng tới. Đồng thời, trong ánh mắt Tiểu Thạch Hoàng tống đằng phi lóe ra tà quang, khẽ miệng nổi lên ý cười âm lãnh làm người ta không rét mà run. Trong ánh mắt phát ra từng cơn sóng. Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng, các ngươi chuẩn bị chết đi. Trước tiên giết các ngươi lại đi giết Phong duyên, Phong duyên kia có thể đỡ được một kích của ta, nhưng các ngươi không thể. Thu các ngươi phong thần vào trong phong thần thạch bi, các ngươi trở thành nô lệ của ta, ta sẽ nhẹ nhàng giết hắn. Thạch binh đại trận bao phủ hai vị cao thủ tiểu thạch hoàng tống đằng phi giống như một tôn thần ma làm bằng đá toàn thân tản ra yêu dị ở trong thạch binh đại trận tay vừa vung lên hai bàn tay đá ép xuống chỉ một lát là làm cho tiểu vũ hoàng tiểu vũ hoàng không thở nổi chẳng qua dù sao tiểu vũ hoàng tiểu vũ hoàng cũng là hoàng giả chuyển thế đều thi triển ra phương pháp phòng hộ mạnh mẽ nhất đau khổ chống đỡ mặc cho thạch binh đánh lên trên cương khí hộ thân cương khí hộ thân bị đánh ra trăm ngàn chỗ thủng chẳng qua trong thời gian ngắn, tiểu thạch hoàng tống đằng phi cũng không giết được bọn họ. Thạch bạo Tiểu thạch hoàng lại thi triển ra tuyệt sát đạo, trên bàn tay sinh ra thạch lôi cuồn cuộn. Loại thạch lôi này dù là lôi pháp chư thiên thái cổ cũng không thể tìm ra, là một loại lôi thuộc độc hữu. Coi như pháp môn do lôi đế thiên quân truyền lưu ra, cũng không có loại thạch lôi này. Mỗi một viên thạch lôi, một khi nổ tung, lập tức có thể trực tiếp chấn vỡ cương khí hộ thân của tiểu vũ hoàng, tiểu vũ hoàng, sau đó rất nhiều thạch binh đánh lên trên thân thể họ. Hoa! Hai người bay vụt lên, phun ra một nguồn máu, nguyên khí đại thương. Tiểu thạch hoàng tống đằng phi chính là thần bất diệt, tượng đá xa xưa, bước chân đạp trên đại địa hư không, lại tiếp tục ra tay. Bầu trời xuất hiện một cái nồi đá, muốn nhét hai đại hoàng giả chuyển thế vào trong nồi đá, nấu như trong đó để người lại. Đúng lúc này, một bàn tay lớn đột nhiên xé rách đại trận, mang theo tinh mang phủ xuống Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng. Phương Hàn trực tiếp đánh phá thạch khí bên ngoài, tiến vào bên trong. Hắn nhấc tay, một quyền xông lên, sau lưng xuất hiện một chữ võ thật lớn, văn minh võ đạo bùng phát ra từ trong thân thể. Một quyền đánh vỡ nồi đá, sau đó hai tay vung lên, cứu ra tay trái là Tiểu Vũ Hoàng, tay phải là Tiểu Phủ Hoàng chân khí bổ thiên mạnh mẽ chảy vào trong thân thể hai người hai người lập tức tinh thần sáng sủa tất cả thương thế đều khôi phục hết chân khí bổ thiên trong người phương hàn là ngọn nguồn của tất cả linh dược coi như là đứt gãy hết pháp tắc toàn thân cũng có thể trực tiếp đứng lên huống chi là thương thế trên thân thể ở thần miếu thiên địa liên minh mua được rất nhiều phật chi biến thành chân khí bổ thiên hiện giờ rốt cuộc phát huy công dụng phong huynh đây là chân khí gì lại có linh hiệu như vậy. Thoáng cái liền khôi phục thương thế của chúng ta, hiệu quả ngang với tiên đan thánh phẩm trong truyền thuyết. Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng đều âm thầm kinh ngạc. Được đưa vào một chút chân khí bổ thiên, bọn họ cảm giác trong thân thể dường như thêm vào sinh cơ mạnh mẽ, quả thật là tái tạo thoát thai hoáng cốt. Hả? Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi cũng lui ra sau, trong lòng hắn cũng khiếp sợ không nhỏ hắn hiểu thật sâu thạch bạo của mình lợi hại thế nào, địch nhân bị thương sẽ rất khó khôi phục, thế nhưng Phương Hàng tùy ý đưa vào một chút chân khí, đối phương lập tức khôi phục toàn bộ thương thế, đây là thủ đoạn gì? Vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Lẽ nào, trên người hắn có tiên đan thánh phẩm? Chỉ có một loại giải thích, chính là tiên đan thánh phẩm trong truyền thuyết mới có công năng hồi phục như thế. Một viên tiên đan thánh phẩm, chỉ có thể ngộ không thể cầu, vượt xa xa tiên đang vương phẩm tốt 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 liên tục nói ba tiếng tốt tiểu thạch hoàng tống đằng phi phát động công kích lần nữa thân thể hắn chớp động biến mất khỏi không trung chỉ còn lại thạch điện to lớn vắng vẻ ô ô ô ô ô ô thạch điện đột nhiên xoay tròn quay tròn với tốc độ cao làm người ta choáng đầu hoa mắt phương hàn lập tức thi triển thiên định thuật trong văn minh phật đạo ổn định thân thể, mở ra động thiên nhãn quan sát xung quanh. Phát hiện trong thạch điện này, khắp nơi đều là thạch ảnh, giống như đại quân do trăm ngàn tượng đá khổng lồ tạo thành. Trong bóng người trùng điệp, hình thể tiểu thạch hoàng tống đằng phi biến mất không thấy, dường như đã chạy ra xa. Thế nhưng Phương Hàng dùng trực giác tâm linh suy tính, người này đang chuẩn bị một đại đạo thuật, tiến hành một kích chí mạng với mình. Lén lúc lập lò, trốn tránh không ra ta hủy diệt thạch điện này, xem ngươi còn ẩn nấp thế nào. Phương Hàng đi ra một bước, bộ pháp biến ảo, âm thầm thi triển ra chấn thiên đạo, cảnh giới thiên địa nhất thể càng thêm uy vũ hùng tráng, từng đợt trung động khuếch tán ra ngoài. Thạch điện xoay tròn lập tức ngừng lại, răng rắc trung động, giống như đang bị đập phá, từng khối từng khối đá lớn trên mặt đất bay lên, bị pháp lực của Phương Hàng chấn động đến vỡ nát. Những tảng đá này bị Phương Hàng nuốt lấy, đưa toàn bộ vào trong trang văn minh thạch đạo, tiến hành bồi dưỡng. Hắn như một vị vua hủy diệt, trong thạch điện này kiên cố nhất là mấy cây cột đá, gần như lù lù bất động trước chấn động của Phương Hàng. Thế nhưng hai tay Phương Hàng viết giữa hư không, đường nét uống lượng, học tập nhân hoàng bút ở thế tục khi xưa thi triển ra đại đạo thuật vô địch, một chữ sách thật lớn viết giữa hư không, trực tiếp đánh lên trên cột đá. Cột đá ầm ầm tan vỡ, nổ tung, hóa thành thạch khí bị Phương Hàng hấp thu. Năm đó nhân hoàng bút thi triển ra nhân hoàng bí điển, là võ học cấp bậc thiên quân, lấy tu vi Phương Hàng hiện giờ, lại thêm cảnh giới thiên địa nhất thể, bắt chước ra còn mạnh hơn cả nhân hoàng bút. Thân thể hắn hiện giờ đã vượt xa nhân hoàng bút khi xưa không biết bao nhiêu vạn lần, thi triển ra võ học nhân hoàng cũng đã có được tác dụng chân chính. Hấp thu cột đá, văn minh sử thạch đạo trong kỷ nguyên chi thư càng huy hoàng, theo thời gian dài, văn minh sử lại phát ra lực hút mạnh mẽ, lại hấp thu thạch khí trong thạch điện. Một cái vòng xoáy lớn hình thành giữa thạch điện. Lập tức, thạch điện như có trăm ngàn lỗ hổng, dường như bị gió thổi xâm thực, nơi nơi đều là lỗ gió. Từng khối từng khối sức mẻ, tiếp tục như thế không đến mười hơi thở, toàn bộ đại điện đã bị phương hàng hòa tan, cắn nuốt, khiến cho văn minh thạch đạo càng thêm sáng ngời chói mắt, càng thêm có lực khắc chế đối với tiểu thạch hoàng. Đúng lúc này, Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đại điện, đứng thẳng như thần, trên mặt không có một chút biểu tình. Ở trên tay hắn, lại xuất hiện cổ đồ 10 vạn đại châu thiên đình, có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường hoa văn, thành trì, thậm chí là từng đường linh mạch ở trong thành trì. Phương Hàn nhìn rõ ràng toàn cảnh Trung Châu, Vũ Hóa môn ở trong đó, thậm chí một ít linh mạch ở Vũ Hóa môn cũng đang lấp lánh sáng lên trong họa đồ bức thạch đồ xa xưa huyễn hóa ra dường như phá không thật sự liên hệ chặt chẽ cùng 10 vạn đại châu do thiên đình đắp nặng, trong xa xăm mơ hồ có được gì đó phủ thêm. Một cổ uy nghiêm vô hình phát tán ra, bức thạch đồ này chậm rãi đánh ra từ trong tay tiểu thạch hoàng, rơi xuống bên dưới. Ngay lập tức, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quan, phương hàng, tiểu phủ hoàng, tiểu vũ hoàng, thiên vương thánh linh cũng không thể động đậy, căn bản không thể thi triển ra được bất cứ nguyên khí nào. Cuối cuộc, tiểu thạch hoàng tống đằng phi thi triển ra thủ đoạn cực mạnh của mình, thạch đồ xa xưa. Điều động lực lượng của 10 vạn đại châu thiên đình, mượn lực xa xôi. Loại lực lượng này không thuộc về hắn, mà thuộc thần lực thuộc về thiên đình thượng cổ đắp nặng thiên giới. Loại thần lực này căn bản không thể chống lại, giờ phút này, tiểu thạch hoàng tống đằng phi đã hóa thân trở thành thiên đình, hóa thân trở thành đông đảo hoàng giả. Thạch đồ Tiểu vũ hoàng hạ chi thu toàn lực bùng nổ, thế nhưng chân khí trên người bắn ra ngoài thân thể chỉ mới hơn ba trượng, liền căn bản không bùng nổ nổi, bị áp bách cắt gao, không thể động được chút nào. Tiểu phủ hoàng hiên viên phá cũng vậy, hắn nâng cao chiếc phủ, cánh tay thô to rung lên giữa không trung, nhưng vẫn không bổ xuống được. Thiên vương thánh linh ba đầu sáu tay do ba đại môn phái tạo thành, lại không thể nhúc nhích được một chút, dường như bị phong ấn, bên trong hiện rõ sắc mặt kinh hoảng của các thánh tử, sắp bị giải thể trở lại như cũ. Nếu thiên vương thánh linh giải thể, như vậy lực lượng của những thánh tử không đủ liên hợp, có thể sẽ bị chấn chết trong dư sóng, dù sao lực lượng tiểu thạch hoàng thật quá cuồng bạo. Một chiêu này là một kích cực mạnh của tiên khí vương phẩm phong thần thạch bi, năm đó thiên đình viễn cổ đắp nặng 10 vạn đại châu, mượn lực lượng phong thần thạch bi, dùng đá tạo thành. Cho nên Phong Thần Thạch bi tìm hiểu huyền bí 10 vạn đại châu cổ thành, tấm thạch đồ này đại biểu cho huyền bí Thiên Đình. Ta tu thành Nguyên Tiên, thạch đồ đại thành, vừa lúc lấy các ngươi thí nghiệm. Phong duyên, chuyện cho đến giờ, ngươi sẽ phải chết, ta không thể không nói một tiếng, ngươi lại có thể bức ta tới mức này, ta rất bội phục ngươi. Chẳng qua, chỉ tới mức này mà thôi. Trong lúc nói chuyện, thạch đồ đột nhiên gia tốc, ép xuống bên dưới. Hoa lực lượng nặng thêm, hình thể thiên vương thánh linh giải thể trước tiên. Tất cả thánh tử ba đại môn phái đều điên cuồng phun máu, có thánh tử bị đánh gãy pháp tắc tổ tiên toàn thân. Thạch đồ vừa hiện, thiên hạ vô địch. Bằng vào lực lượng thiên đình đắp nặng 10 vạn đại châu, tiểu thạch hoàng tống đằng phi có được uy nghiêm thạch hoàng chân chính. Thạch đồ ép xuống, thánh tử công lực thấp kém quả thật không thể sinh tồn, nếu không nhờ có phương hàng, tiểu vũ hoàng, Tiểu Vũ Hoàng chống đỡ áp lực, mấy thánh tử tổ tiên cấp thấp diễn thần hầu môn, thông linh đạo tông đã trực tiếp bị nghiền nổ tung. Lực lượng thạch đồ này quả thật tương đương với nguyên tiên đỉnh phong, thậm chí có được một chút uy lực của bán thánh. Lực lượng như thế, tổ tiên, thậm chí là nguyên tiên cũng không thể chống lại. Vừa ép xuống, Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Thạch Hoàng đều cảm giác tai ương ngập đầu. Đây là tai ương ngập đầu chân chính, thạch đồ cuồng cuộn ép xuống có thể nghiền ép hết thảy những kẻ chống lại thiên uy. Thậm chí kỷ nguyên chi thư của Phương Hàng ở không trung cũng bị ép đến mức hào quang nội liễm, căn bản không lật ra được. Bài kỷ nguyên Vận chuyển số mệnh, trường hà đại đạo, xuyên lưu bất tức, vĩnh sinh vô lượng. Đến lúc này, Phương Hàng một mình chống đỡ đại cục, phun ra một nguồn nguyên khí, kỷ nguyên chi thư lại phóng ra hào quang, mỗi một trang văn minh sử liên tiếp đánh vào thạch đồ kia thạch đồ gặp từng cái văn minh sử, đột nhiên xoay tròn, địa mạch xa xưa của 10 vạn đại châu thiên giới cùng phát ra âm thanh thái cổ hồng hoang, đến từ thái cổ. Bùng! Trước tiên, mấy trang văn minh yếu ớt, như văn minh A Lại Gia, văn minh Thú Đạo, từng cái vỡ tan, một lần nữa tan ra thành nguyên khí. Còn Nho Đạo, Thần Tộc, Phật Môn, Ma Đạo Mạnh Nhất, cũng bị hào quang phai mờ, dường như muốn sụp đổ. Đáng chết, Phương Hàng vương tay chống đỡ, một tôn bát bộ phù đồ từ từ bốc lên, hóa thành hình thể tổ long, rót vào kỷ nguyên chi thư. Lập tức văn minh long tộc hào quang rạng rỡ, bắn vọt ra ngoài, một cái long trảo vương lên chọc trời, lực lượng kiêu hùng vạn cổ, là kiêu hùng của long tộc, bá chủ ngao du trong vô số kỷ nguyên. Tổ long hồng hoang của long tộc, là tồn tại siêu việt cấp bậc thiên quân, là bá chủ chân chính, là tồn tại không kém gì thế gian tự tại vương Phật. Văn minh Long tộc được bác bộ phù đồ bảo tháp chống đỡ, lập tức vượt quá văn minh sử nho đạo, trở thành trang sách càng mạnh hơn cả văn minh nho đạo, một hơi trở thành trang đầu tiên. Long trảo mạnh mẽ trắng thạch đồ giữa bầu trời. Thạch đồ vẫn chậm rãi xoay tròn, ép xuống dưới, va chạm với long trảo, đánh vào long trảo tung tóe tia lửa, long lân bắt đầu tan vỡ. Văn minh long tộc. Vô ích, bác bộ phù đồ cũng không có tác dụng, thạch đồ cổ thành 10 vạn đại châu thiên đình, là giang sơn thiên giới, là xã tắc thiên giới, là cương vực thiên giới, là hạch tâm thiên giới, ngươi chống lại thạch đồ này, chẳng khác nào chống lại toàn bộ thiên giới. Long tộc Cho dù là toàn bộ long tộc, cũng phải bị thiên giới tiêu diệt, càng đừng nói một trang sách ghi chép văn minh long tộc của ngươi. Tiểu thạch hoàng tống đằng phi hai tay đánh ra, thạch đồ càng thêm bành trướng, bộc phát lực lượng càng thêm to lớn, chỉ một lần liền đánh nát long trảo. Sau đó văn minh sử long tộc bắt đầu nổ tung, rất nhiều hư ảnh cự long cũng nổ thành bột phấn. Một trang văn minh sử, bắt đầu vỡ vụn. Còn bác bộ phù đồ bị mạnh mẽ đẩy ra, trở vào thân thể phương hàng, bên trên thân tháp bác bộ phù đồ xuất hiện vết rách, dường như sắp vỡ nát. Tiên khí thượng phẩm này, cũng đã bị hư hao. May là trong lòng phương hàng đã sớm có chuẩn bị, bác bộ phù đồ chỉ là tiên khí thượng phẩm, còn thạch đồ kia là bùng phát ra một kích cực mạnh của tiên khí vương phẩm. Tiên khí vương phẩm đấu với tiên khí thượng phẩm, một cái là côn bằng trên trời, một cái là kiến càng ở dưới đất. Chân khí bổ thiên, khôi phục. Phương Hàng có lượng lớn chân khí bổ thiên, chữa trị pháp tắc, một cổ chân khí đưa vào, bác bộ phù đồ, thậm chí văn minh sử long tộc, các văn minh sử lại khôi phục. Tuy rằng văn minh sử bị đánh nát, Thế nhưng căn cơ hạch tâm bản thể Phương Hàng còn đó, chỉ cần có đủ nguyên khí liền có thể lập tức cô động. Huống chi, bổ thiên chân khí của hắn cuồn cuộn không dứt, chiến lực cuồn cuộn như thủy triều. Năng lực khôi phục thật nhanh. Trong nháy mắt tiểu thạch hoàng đang thúc đẩy thạch đồ, cũng không nhịn được than thở một tiếng, chẳng qua hắn ra tay càng ác hơn, càng sắc bén hơn. Ngươi khôi phục nhanh như thế, vậy thì không trách ta được. Ta bỏ qua một cái linh mạch vương dai, cũng phải nhanh chóng đánh chết ngươi, không dây dưa với ngươi nữa. Tống Đằng Phi há miệng đột nhiên phun ra, phun ra một cái linh mạch như linh xà dài ba tấc. Linh mạch vừa phun ra, khí vương giả liền tảng mát tràn ngập không trung. Trong khí vương giả này, lực lượng linh mạch vương giai tràn ngập khắp nơi bắt đầu bộc phát ra uy năng vô biên vô hạn. Vốn linh mạch vương giai dài đến cả triệu dặm, có thể hóa thành một cái ngân hà giữa không trung chẳng qua hiện giờ lại bị Tống Đằng Phi dùng pháp lực vô thương, ép nhỏ thành bộ dạng như linh xà dài ba tấc, có thể thấy được lực nén mạnh cỡ nào, bùng phát ra sẽ chấn động ra sao. Ông Linh mạch vương dai như linh xà ba tấc, lập tức trực tiếp đánh vào trong thạch đồ, thạch đồ liền xoay tròn với tốc độ kinh người. Bạo tay, đây tuyệt đối là bạo tay, trực tiếp thiêu đốt một cái linh mạch vương dai, đẩy vào trong pháp thuật. Cái này quả thật xa xỉ đến mức thánh nhân thượng cổ cùng phải hoảng sợ không thôi. Không xong, lần này chúng ta chết chắc rồi. Nhìn một màn như thế, tiểu vũ hoàng, tiểu vũ hoàng đều phát ra tiếng rống giận tuyệt vọng, lần này mà ép xuống, dứt khoát bọn họ không thể chống lại. Không ai ngờ tới, tiểu thạch hoàng tống đằng phi lại tàn nhẫn như thế, trực tiếp thiêu đốt một cái linh mạch vương giai, đánh vào trong thạch đồ tiến hành hủy diệt. Đương nhiên cũng không ngờ tới, thạch đồ vẫn có thể thừa nhận lực thiêu đốt của một cái linh mạch vương giai. Tiểu thạch hoàng tống đằng phi dùng ánh mắt thương hại nhìn những người này, biết rõ đại cục đã định, ta tìm kiếm ở đây được chính cái linh mạch vương giai, mỗi cái đều là một đời thương thánh ma đạo từ xưa lưu lại. Chẳng qua thương thánh hiện giờ không nên gọi là thánh nữa, hẳn phải gọi là hoàng. Nơi đây phong ấn một cái phân thân của thương thánh năm xưa, lưu lại rất nhiều bảo tàng, tài phú, toàn bộ bị ta thu giữ bằng không ta sẽ không thuận lợi thăng cấp nguyên tiên như thế theo ý niệm của hắn thạch đồ ép xuống bóng ảnh của mười vạn đại châu thiên giới đột nhiên mở rộng mọi người đều như về đến thiên giới đối mặt với áp bách từ thiên giới đối mặt áp bách của thiên đình tuyệt vọng như sắp tan xương nát thịt trực tiếp liên tục nổ tung kỹ nguyên chi thư của phương hàng lại bị nổ nát bấy coi như mạnh mẽ như văn minh vu đạo long tộc phật môn ma đạo cũng không bảo vệ được cuối cùng chỉ còn lại hai đại văn minh thần tộc nho môn đang khốn khổ chống đỡ chẳng qua hiển nhiên sẽ không duy trì được bao lâu sẽ tan thành mây khói thế nhưng trong ánh mắt phương hàn vẫn trong suốt như cũ dường như đã có tính trước quỷ võ thánh quân tàn đồ ngưng tụ dung nhập kỷ nguyên thu thủ thạch đồ đột nhiên trên đỉnh đầu phương hàn mấy tấm tàng đồ bay ra khâu thành một cuộn tranh thần tộc trở thành một tấm thần đồ thần đồ này không được đầy đủ, ở hạch tâm lại thiếu đi một khối lớn, thánh đồ không có hạch tâm. Đây là tàn đồ quỷ võ thánh quân, do Phương Hàng lấy được ở mộ huyệt quỷ võ thánh quân. Những tàn đồ này, hắn vẫn không sử dụng, phong ấn ở chí thiên môn, chẳng qua thời khắc nào cũng đang vận dụng chu thiên nghi suy tính, dùng chí thiên chân khí tế luyện. Trong nháy mắt chí thiên môn thăng cấp thành tiên khí thượng phẩm, Phương Hàng cảm giác được tàn đồ quỷ võ thánh quân này, một ít phong ấn bên trong đang mở ra. Đến thời khắc hiện tại, Phương Hàng đột nhiên tế ra đòn sát thủ. Văn minh thần tộc ở trong kỷ nguyên chi thư lao ra một đạo thần quang, bắn lên trên tàn đồ quỷ võ thánh quân. Tàn đồ cảm giác được tinh hoa văn minh thần tộc, lập tức bộc phát ra thần lực cuồn cuộn. Hình thể thần tộc quỷ võ thánh quân, bán thiên quân ở trong thánh đồ, dường như đang sống lại. Tàn đồ quỷ võ thánh quân là toàn bộ máu huyết của hắn biến thành khi xưa, có tu vi nửa bước thiên quân, hóa thành thánh đồ, phẩm chất cùng khí tức gần như ở tiên khí vương phẩm đỉnh phong. Vốn tàn đồ này không phát huy ra được uy lực lớn như thế, nhưng tu vi phương hàng xưa đâu bằng nay, vô số tinh diệu trong đó đều phát huy ra uy năng. Giờ phút này, phương hàng đứng ngang nhiên, trong nháy mắt thi triển ra chung kết đạo, toàn thân thể như biến thành hình thể của chung kết thánh vương. Hắn gặp qua chung kết thánh vương của thần tộc, lại còn được đối phương đích thân truyền thụ vô thượng chung kết đạo. Đối với hình thể thánh vương này, Phương Hàng rất là quen thuộc, đã từng dùng chu thiên nghi suy tính vô số lần. Hiện giờ hóa thân thành đối phương, ngoại trừ lực lượng khác biệt ra, khí tức gần như không phân biệt thực giả. Vừa hóa thân thành chung kết thánh vương hư ảnh quỷ võ thánh quân vừa ngưng kết ra từ quỷ võ thánh đồ liền sững sờ, bị Phương Hàng thi triển chư thần hoàng hôn, trực tiếp trấn áp dung nhập vào trong trang văn minh thần tộc kỷ nguyên chi thư. Vừa dung nhập vào, giống như một ngọn núi lửa ném vào biển rộng sôi trào, lập tức sóng khí sôi lên, sóng nhiệt bốc cao, dị tượng sinh ra, khí tức liền chặn đứng thạch đồ. Phương Hàng đứng thẳng người, vương tay bắt tới, văn minh thần tộc cùng tàn đồ quỷ võ thánh quân ấn về phía thạch đồ. Trung ương tàn đồ, một khối hạch tâm là chỗ trống, thế nhưng hiện giờ đã thu thạch đồ vào trong, bù đắp cho tàn đồ phương hằng ở ngay trong thời khắc nguy hiểm này muốn thu lấy thạch đồ bù đắp đầy đủ cho tàn đồ quỷ võ thánh quân đây mới là chỗ liều mạng thảm thiết cực điểm to gan cực điểm đồng thời cực kỳ điên cuồng lúc tàn đồ quỷ võ thánh quân gặp phải thạch đồ liền kích phát năng lực tiềm ẩn phong ấn mở rộng ra diện mạo quỷ võ thánh quân liền hiện rõ quỷ võ thánh quân toàn thân trường bào đen kịch khuôn mặt cũng đen kịch bộ dáng như quỷ thần bước đi trong nhân gian Vốn nếu là bình thường có được tàn đồ này, vẫn không dám sử dụng, mở ra phong ấn, chính là bởi sợ bị phản vệ. Thế nhưng hiện giờ, văn minh thần tộc của phương hàng đại thành, lại hóa thân chung kết thánh vương, có thể ngăn chặn được nguyên linh thánh quân thần tộc phản vệ, mượn dùng lực lượng của hắn. Quỷ võ thánh quân vừa ra, áo đen tung bay, bàn tay vung lên, liền trực tiếp thâm nhập vào hạch tâm thạch đồ. Lực lượng của thạch đồ hợp với lực lượng của tàn đồ, đột nhiên quấn lại với nhau, dường như đang dung hợp, lại như đang tranh đấu. Lúc này tàng đồ quỷ võ thánh quân hào quang vạn trượng xông thẳng lên trời cao. Quỷ vũ thánh quân đồ của phương hàng chỉ còn thiếu một khối hạch tâm trung ương, cho nên không thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Hiện tại hắn muốn thừa cơ thu thạch đồ để thay thế khối trung ương này. Đầu tiên là hóa giải công kích của tiểu thạch hoàng tống đằng phi, thứ hai là muốn tàng đồ của quỷ vũ thánh quân viên mãn nhất cử lưỡng tiện. Tàn của quỷ vũ thánh quân tỏa ra quang mang vô tận, hư ảnh của quỷ vũ thánh quân như ẩn như hiện ở trong đó, y phục đen kịch, cho thấy thân phận cao quý của thần tộc, khí tức vinh hoa, lãnh ngạo, thống trị chư thiên. Đại thủ tung ra một trảo, thạch đồ đã bị ngăn cản, căn bản không cách nào tiến tới mảy may, sau đó bị bắt lấy ném vào giữa trung tâm tàn đồ. Đây là lực lượng của quỷ vũ thánh quân, vi năng của nửa bước thiên quân đây là chuyện gì vậy? Tàn đồ của quỷ vũ thánh quân. Tiểu thạch hoàng tống đằng phi cũng là kẻ kiến thức rộng rãi, thoáng cái đã nhận ra lai lịch của khối tàn đồ này. Nghe đồn đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình vô thường đã cướp được khối tàn đồ này, sau đó làm phản rời khỏi thiên đình, tiến vào mộ địa của quỷ vũ thánh quân, liên hợp cùng thần tộc, vì sao thứ này lai rơi vào trong tay ngươi? Hơn nữa trong tàn đồ còn có ý niệm hung thần ác sát của quỷ vũ thánh quân, cho dù thánh nhân không cẩn thận cũng sẽ bị tàn đồ cắn trả, tàn đồ này đã từng có rất nhiều chủ nhân, đều bị cắn trả, Thông vệ ngay cả cặn bã cũng không chừa lại, người cư nhiên có thể khống chế. Hắn lập tức lùi lại, hai tay thu lại, muốn một lần nữa thu lại thạch đồ. Tờ thạch đồ này tuy không phải là một kiện pháp bảo, thế nhưng là hắn dùng tinh khí ngưng luyện, mang theo một bộ phận nguyên lực của vương phẩm tiên khí, trong đó càng được dung nhập một đạo vương cấp linh mạch, nếu như bỗng chốc bị cướp lấy, nguyên khí của hắn sẽ bị tổn hao không ít. Thế nhưng Phương Hàng há để cho hắn làm như vậy. Toàn thân một lần nữa bành trướng, thi triển chung kết thánh pháp tới cực hạn, trên mặt quỷ vũ tàn đồ toát ra nguyên linh quỷ vũ thánh quân, càng thêm linh hoạt vạn phần. Quỷ vũ tàn đồ xoay tròn, cư nhiên lại được từng đợt lực gia trì từ thần giới. Văn chương văn minh của thần tộc dần dần kết hợp cùng quỷ vũ thánh quân tàn đồ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đây là thiên văn minh sử, chỉ thoáng cái đã hoàn toàn siêu việt hơn văn minh sử của Nho đạo, Ma đạo, Vu đạo, Phật đạo, Long đạo, rất nhiều văn minh sử, chân chân chính chính đã trở thành đệ nhất. Văn minh sử của thần tộc Đại phóng Quang Mang, thậm chí bên trong văn minh sử còn xuất hiện bảy vị thần đế, là bảy đại thần đế viễn cổ chúa tể của thần tộc, Đế Thích Thiên, Nhận Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, lực lượng của quỷ vũ thánh đồ gia nhập vào trong văn minh sử thần tộc, vậy lực lượng sẽ tăng lên tới trình độ nào? Chẳng khác gì là tinh hoa của một vị nửa bước thiên quân dung nhập vào trong đó. Cao thủ bình thường cho dù thánh nhân cũng khó có thể khống chế, thế nhưng quỷ vũ thánh quân chính là người trong thần tộc, chỉ cần là thần tộc, nhất định sẽ bị chư thần hoàng hôn, chung kết thánh vương khắc chế. Huống chi phương hàng đã được mặt đối mặt với chung kết thánh vương, được người này truyền thụ công lực, tinh thần lạc ấn đây là chỗ mà tinh hồn quỷ vũ thánh quân không dám khiêu khích. Đổi lại nếu như là vô thường cưỡng chế mở ra phong ấn trong quỷ vũ tàn đồ, lập tức sẽ bị nguyên linh tàn hồn thôn vệ, bị chết rất thảm. Cho nên cốt thánh mới có thể đem phiến tàn đồ này cho phương hàng, bởi vì cốt thánh biết thứ này cực độ nguy hiểm, cắn trả chủ nhân. Giữ lại là một cái đại họa. Lại thật không ngờ chung kết chi đạo của phương hàng chuyên môn khắc chế thần tộc. Tiểu thạch hoàng tống đằng phi mạnh mẽ lùi lại, thế nhưng thạch đồ không có chạy theo, bị một tia nguyên linh của quỷ vũ thánh quân hóa ra hình thể nắm chắc. Hắn luôn phiên thúc dục lực lượng, đều không thể động đậy, sắc mặt không khỏi phát lạnh, trên đỉnh đầu một lần nữa dâng lên một khối thạch bia cổ lão. Tấm thạch bia cổ lão này chính là bản thể của phong thần thạch bi, thể xác của vương phẩm tiên khí, sau khi trải qua tiểu thạch hoàng tế luyện, thân mình lại trở nên khác biệt rất lớn, hiện ra sức sống cuộn trào, dường như là một khối tượng thần tết từ viễn cổ Trần Phong đi ra, quy lực trọn vẹn khôi phục ba thành. Hắn dùng một ngón tay búng ra, tấm bia đá lập tức xoay tròn, hung mảnh đánh ra, trực tiếp tiến hành nghiền áp đối với bản thể của Phương Hàn. Phương Hàn gào to một tiếng, đột nhiên thân thể biến đổi, bộc phát ra một đoàn tinh quang mãnh liệt như mặt trời, làm cho tất cả hình thể đều được che giấu trong đó, sau đó liền thi triển ra 33 lần chiến lực trong màn hào quang. Hoành Tấm bia đá phong thần này liên tục bị 33 lần công kích, thạch khí trên mặt bị đánh lên liên tục kêu ông ông, một quyền cuối cùng, Phương Hàn dùng chiêu pháp quy nhất, biến thành chí thiên thánh pháp, một quyền đánh lên giữa tấm bia đá. Khiến tấm bia lăn lộn, bị đánh một lần nữa lùi lại, mà Phương Hàn cũng bị chấn đắc để nổi hít thở không thông, lướt đi trong không trung, toàn thân xuất hiện nhiều vết nứt. Nhưng mà hắn có bổ thiên chân khí, cho dù thương thế nặng hơn nữa cũng chỉ thoáng cái là khôi phục. Lập tức bổ thiên chân khí tuôn ra, vết rách trên người hắn khôi phục với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, không tới ba lần hô hấp đã khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Mà tiểu thạch hoàng tống đằng phi cũng buồn bực hự lên một tiếng, phong thần thạch bi một lần nữa thu vào trong cơ thể, phun ra một nguồn máu tươi, một kích 33 lần chiến lược này của Phương Hàng Oanh kích lên trên tấm bia cũng chẳng khác gì làm bản thể của hắn bị thương. Hai người va chạm, bị thương không nhẹ, thế nhưng hắn cũng không có bổ thiên chân khí, tốc độ khôi phục còn lâu mới nhanh bằng Phương Hàng. Vừa phun ra một nguồn máu tươi thì Phương Hàng cũng đã trở lại trạng thái đỉnh phong. Red. Phương Hàng thoáng cái tới gần, phát động ra công kích mãnh liệt lên thân thể đối phương, quyền, chưởng, chân, đâm, đánh, kéo tất cả tinh túy võ học đều được thi triển ra. Tiểu thạch hoàng tống đằng phi giật mình hoảng sợ, hít mạnh một hơi, không ngờ cũng thi triển ra một bộ võ học chống lại. Trong nháy mắt hai người liên tục tung ra sát chiêu, chém giết trên không trung, trải qua trăm ngàn lần va chạm, đột nhiên hai quyền đối bính, tầng tầng rung động bạo phát ra. Thạch hoàng quyền Chí thiên chí thánh cao hoàng thượng đế thống ngự chân pháp. Trong một kích cuối cùng, hai người đều thi triển ra một kích mạnh nhất. Đều tự dùng nguyên khí banh kích tiến nhập vào trong cơ thể của đối phương. Xoạch! Tiểu thạch hoàng tống đằng phi thoáng cái bị đánh bay, toàn thân nứt toát, thạch khí sôi trào, mà phương hàng cũng bị đánh bay ra ngoài, thân thể chia năm xẻ bảy trên không trung, biến thành mấy khối tinh thể. Thế nhưng mấy khối thân thể bay trên không trung lại được bổ thiên chân khí rót vào, thân thể lập tức tổ hợp lại, biến thành một nam tử cao lớn, uy nghiêm, tựa hồ như không thể phá hủy, vừa khôi phục, phương hàng rốt cục cũng cướp đoạt được thiên cơ, thân thể thoáng cái buông xuống địa phương tranh đoạt thạch đồ cùng tàn đồ quỷ vũ thánh quân, đại thủ tung ra một trảo, hai tay đanh ra chí thiên thánh pháp, cảnh giới thiên địa nhất thể chấn động, phối hợp với quỷ vũ tàn đồ không ngờ cứng rắn áp chế thạch đồ xuống. Không, tiểu thạch hoàng tống đằng phi trơ mắt nhìn một màn này, hắn và phương hàng đồng thời bị đánh bay, lưỡng bại câu thương thế nhưng tốc độ khôi phục của hắn còn lâu mới cường đại bằng Phương Hàng, thế cho nên mất đi tiên cơ, bị Phương Hàng nắm lấy cơ hội cướp đi phong ấn thạch đồ. Nếu như hắn có năng lực khôi phục giống như Phương Hàng mà nói, như vậy có thể phối hợp với thạch đồ, nhét phong ấn tàn đồ quỷ vũ thánh quân vào trong túi, thành vật của mình. Đáng tiếc hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Hàng trấn áp thạch đồ. Thạch đồ bị Phương Hàng thoáng cái áp chế, thạch đạo văn chương văn minh sử bao trùng xuống Phương Hàng búng ra nhất chỉ, một đạo thần quan số mệnh kích xạ xuống, miên linh lạc ấn bên trong lập tức biến mất, chặt đứt tư duy nhân quả. Hoa! Tiểu Thạch Hoàng ở phía xa lập tức điều tức muốn nhanh chóng khôi phục, lúc này lại lần nữa phun ra một nguồn máu tươi. Quỷ vũ tàn đồ, ngưng tụ hạch tâm. Phương Hàng không ngừng chút nào, hai tay lại lần nữa đang vào nhau tạo thành một đạo phong ấn phù văn lập tức đem thạch đồ 10 vạn đại châu thiên đình dung nhập vào trong trung tâm của quỷ vũ thánh đồ không trọn vẹn. Hai thứ trấn áp, hòa tan lẫn nhau. Tranh đấu lẫn nhau, rồi lại trở nên hoàng mỹ thống nhất, thập phần hài hòa. Có một loại thủ đoạn huyền diệu cướp lấy thiên địa tạo hóa. Thánh đồ bay lên, thời kỳ đồ đá, thiên chương văn minh. Phương Hàng một lần nữa khua tay, quỷ vũ tàn đồ liền bay lên. Không, hiện tại không thể nói là tàn đồ nữa, mà là một bức tranh đầy đủ. Tại trung tâm của bức tranh, nguyên lai là một địa phương trống rỗng, lúc này lại xuất hiện bóng dáng của 10 vạn đại châu thiên đình, mà chung quanh có đại quân thần tộc vờn quanh, hư ảnh của quỷ vũ thánh quân như muốn xâm lấn vào trong thiên giới. Bức địa đồ do thần tộc xâm lấn thiên giới này đều ẩn chứa thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Phương hàng thoáng cái hàng phục thạch đồ, lập tức nhận được rất nhiều điều huyền bí, kinh nghiệm thưởng cổ của phong thần thạch bi, thậm chí là các loại quá trình mà thiên đình sáng lập ra 10 vạn đại châu cơ hồ đều hiện rõ trước mắt. Vô luận là văn minh sử của thần tộc, hay thạch đạo văn minh sử đều chiếm được tăng trưởng gấp trăm lần. Quỷ vũ thánh đồ Ngươi đã xuất hiện trong văn minh sử của thần tộc, rồi hòa tan, chung quy có một ngày ngươi sẽ dung nhập vào văn minh sử cuối cùng của thần tộc. Hai tay của phương hàng áp xuống, bức đồ họa quỷ vũ thánh quân chậm rãi dung nhập vào trong tờ thiên cương văn minh sử của thần tộc, bắt đầu thông thả trôi nổi, hòa tan. Tuy có thể đơn giản vận dụng uy lực của thánh đồ này, thế nhưng thực lực bây giờ của Phương Hàng căn bản không cách nào luyện hóa toàn bộ thánh đồ, cho nên dùng văn minh sử của thần tộc tới trấn áp, thông thả luyện hóa. Chờ hắn bước thêm một bước nữa, tu thành thánh tiên, thậm chí cảnh giới chí tiên, sẽ tiếp tục luyện hóa thánh đồ này, làm cho tinh huyết nguyên khí tàn hồn của quỷ vũ thánh quân dung nhập vào thân thể mình. Đồ còn sót lại của nửa bước thiên quân, cho dù là một tia tinh khí, đều có ích lợi đối với con đường tu luyện sau này của hắn. Hàng phục thạch đồ, khí tức trên thân phương hàng thoáng cái trở nên nghiêng trời lệch đất, song trưởng của hắn của hắn hơi chà sát, lập tức trong lòng bàn tay xuất hiện một bức tranh 10 vạn đại châu của Thiên Đình, mượn đại lực từ nơi tối tâm trong hư không. Hơn nữa Thiên chương Văn Minh Sử Thạch Đạo vận chuyển, quét sạch thạch khí xung quanh trong đó cư nhiên lại hiện ra hư ảnh của phong thần thạch bi, đủ có thể đánh tráo đồ thật. Hiện tại, tiểu thạch hoàng, ta xem ngươi có bản lĩnh gì để đối phó ta. Sát chiêu cường đại nhất của ngươi đã bị ta hàng phục, ngược lại trở thành sát chiêu của ta, thạch khí của ngươi cũng là đồ bổ của ta. Hiện tại hãy để ta tới hoàn toàn diệt sát ngươi đi. Phương Hàng xoay người lại nhìn về phía tiểu thạch hoàng đang mang vẻ mặt hoảng sợ, ha ha cười, hiên viên phá, hạ chi thu, người này đã mất hung uy, toàn lực xuất thủ. Tuyệt đối không thể để hắn chạy, rồi tiếp ứng với đám thánh tử khác của Thái Nhất Môn, ta sẽ ở chỗ này cứng rắn luyện hóa hắn, thu tất cả tài phú của hắn. Không ngờ ngay cả thạch đồ cũng bị thu, thành công hóa giải nguy cơ lần này. Rất lợi hại, hiên viên phá ta xa xa không phải là đối thủ của hắn, người này rốt cuộc có thể bộc phát ra bao nhiêu tiềm lực đây. Tiểu phủ Hoàng Hiên Viên phá chứng kiến phương hàng đánh lui tiểu thạch hoàng tống đằng phi, sắc mặt trở nên rất hưng phấn, thế nhưng lại lẫn vào đó là một chút ghen ghét hâm mộ, trừ phi là ta chính thức đạt tới cảnh giới chí tiên hoàng giả mới có thể triệt để chống lại người này, nhưng mà phải chờ ta chính thức thức tỉnh trí nhớ nguyên linh hoàng giả mới được, lúc đó cũng không biết người này đã đột phá tới loại cảnh giới gì rồi. Đáng tiếc chính là hiện tại thiên giới càng ngày càng ít thiên quân, tu vi của người này chỉ sợ cũng chỉ đến hoàng giả đỉnh phong là cùng. Tiểu phủ hoàng hiên viên phá, tiểu vũ hoàng hạ chi thu nhìn nhau, tuy nhiên cũng không chần chờ nữa, huy nghiêm tuyệt thế lập tức bạo phát, hai tay huy vũ, từng đạo lưu quan bắn ra, đều tiến hành phong tỏa không gian, phòng ngừa tiểu thạch hoàng trốn thoát. Thạch khí ở chung quanh tiêu tán rất nhanh, đều bị phương hàng hút đi, hiện tại hai người thi triển đạo thuật dễ dàng hơn rất nhiều, bằng không không gian đề bị hóa đá, căn bản không cách nào thi triển ra bất kỳ thần thông nào. Hai người đều được coi là kỳ tài ngút trời, hạng người kinh tài tuyệt diễm. Lúc này tranh đấu, quan sát Phương Hàng cùng Tiểu Thạch Hoàng đấu pháp, lĩnh ngộ ra không ít thứ, một cổ nguyên khí trong thân thể rụt rịch, áp súc vào bên trong, có xu thế đột phá cảnh giới. Chúng ta cùng nhau giết Tiểu Thạch Hoàng, cướp lấy linh mạch trên người hắn, hắn còn có chính đạo vương cấp linh mạch. Chia nhau mỗi người cũng được mấy đạo, cũng đủ để trùng kích nguyên tiên, hiện tại ta đã thăm dò tới cảnh giới nguyên tiên, chúng ta có thể cùng nhau tấn chức." Hạ Chi Thu hạ Chi Thu nói. "Đúng vậy, trên người tiểu Thạch Hoàng có rất nhiều linh mạch, khiến người ta trông mà thèm, nếu không cướp lấy, vậy mới là không có thiên lý, chúng ta đang thiếu linh mạch để tấn chức nguyên tiên, giết hắn chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi." Hai kẻ hôn ác cùng nhau xuất thủ, sát chiêu mãnh liệt bắn ra, có phần tư vị không chết không thôi. Vừa rồi nếu không phải phương hàng xuất thủ chuyển bại thành thắng, thu lấy thạch đồ, hiện tại hai người rất có thể đã bị nghiền áp thành bụi phấn, điều này khiến cho lửa giận trong lòng bọn họ chính thức bị kích phát ra, hạ tử thủ không chút lưu tình đối với tiểu Thạch Hoàng. Lửa giận bùng lên, sau khi tiểu Vũ Hoàng hạ chi thu phong tỏa không gian, cuồn cuộn sau lưng hừng hực thiêu đốt, cư nhiên ngưng tụ thành một hư ảnh thiên quân, vị thiên quân này mặc đạo bào rộng thùng thình, giống như một lão nhân đang giảng thiên địa đại đạo, đây là người sáng lập Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, Thái Thượng Thiên Quân. Thái Thượng Thiên Quân vừa ra, trong ánh mắt xuất hiện một tờ kinh văn, minh văn đại đạo điêu khắc trên hư không, cả người tiểu vũ hoàn thoáng cái dung nhập vào trong đại đao minh văn, hóa thành một đạo phong mang theo đường thẳng tắp công kích về phía tiểu thạch hoàng tống đằng phi. Thái Thượng nhất kích mà tiểu phủ hoàng hiên viên phá cũng huy động đại thủ, điêu khắc ra từng đạo phù văn trên không trung, mỗi một đạo phù văn đều phá không mà đi, lực lượng của tam thập lục thức phá hư phủ pháp đều được thi triển ra. Hắn giống như một vị thiên thần dùng búa vũ động tạo ra khí tức giả mang, mang theo một cơn gió lốc cuốn về phía tiểu thạch hoàng. Cùng loạn chi sát. Hai người liều mạng, lửa giận bừng bừng. Mà Phương Hàng lại đứng ở trung ương khống chế toàn trường, ngón tay liên tục búng A, khắp nơi đều xuất hiện quan hoa liên thiểm, từng đạo bình chứng xuất hiện, Tư nhiên là bình chướng của chư thần. Chư thần chúc phúc. Chư thần nguyện vọng. Chư thần cầu nguyện. Trong nháy mắt Phương Hàng Phóng thích ra các loại đại tiên thuật của thần tộc. Nhất là chư thần chúc phúc. Một khi thi triển ra, từng vòng vần sáng chúc phúc vẫy vùng tỏa ra, tất cả thánh tử của ba đại môn phái đều được gia trì. Chiến lực lập tức tăng lên. Trên thân thể mỗi người đều xuất hiện từng kiện áo giáp. Sau lưng có vô số hư ảnh thần tộc hò hét. Văn minh thần tộc hiện tại là mạnh nhất. Đồ họa Quỷ Vũ Thánh Quân không ngừng bị hòa tan trong Văn minh sử, thẩm thấu tiến nhập vào trong đó, Văn minh sử của thần tộc cũng theo đó mà phát triển, phương hàng thi triển ra đều là những loại tuyệt học, hết thảy đều là đạo thuật chi thượng, thi triển ra chư thần chúc phúc, mọi người được chúc phúc lực gia trì, chiến lực đề cao gấp đôi. Ầm ầm. Vũ Hóa môn, Diễn Thần hầu môn, Thông Linh đạo tông, thánh tử của ba đại môn phái chính thức liên hợp lại một lần nữa thi triển ra thiên vương tụ thánh pháp, biến thành một pho tượng thánh linh thiên vương. Vị thiên vương này hiện tại lại không giống với lúc trước, toàn thân có mang áo giáp, sau lưng tỏa ra tư thế hào hùng, khí thôn vạn dặm, thật giống như cao thủ chúa tể thần tộc sát phạt chinh chiến, buông xuống thế gian, triển khai công kích đối với tiểu thạch hoàng. Đáng chết! Tại sao lại xuất hiện một tên quái thai như tên phong duyên này vậy? Ta đã tu luyện tới cảnh giới nguyên tiên, mắt thấy sắp sửa chém giết hết thảy, không ngờ hắn lại lật ngược thế cờ, càng ngày càng hung tàn. Tiểu thạch hoàng tống đằng phi nổi trận lôi đình, nhưng cũng không thể làm gì được. Từ khi sinh ra đến nay, hắn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đầu nhập vào thái nhất môn, càng được va người kính ngưỡng, lần này tiến vào thái cổ chi khư, tìm được bản thể, phong thần thạch bi vương phẩm tiên khí, lại tu thành nguyên tiên, càng tìm được một phần phân thân của thương thánh bị trấn áp, thu được chính đạo vương cấp linh mạch. Đang cực kỳ đắc ý, đại triển thân thủ, trong huyết sắc thí luyện này muốn giết ai thì giết, vì thái nhất môn thanh lý rất nhiều môn phái, thành lập uy nghiêm vĩnh hằng bất diệt. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ vừa tu thành tuyệt thế thần thông, tên gọi là Phong Duyên, đệ tử của vũ hóa môn này đã tìm tới tận cửa, đánh cho mình không ngẩng đầu nên nổi, khuất nhục không thể tả. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng giận dữ như vậy nhưng mà giận dữ thì giận dữ, hắn biết hoàn cảnh hiện tại, khí tức của Phương Hàng càng ngày càng tăng vọt, từng đợt khí tức kinh người từ trên thân thể vọt ra, căn bản không thể ngăn cản. Hắn bắt đầu sinh ra thoái ý. Mặc dù lúc này rút đi quả thực là một loại nhục nhã, nhưng mà nếu không đi, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Phá cho ta. Thạch phá thiên kinh. Đột nhiên lúc này, thân thể tống đằng phi co rụt lại, xúc tích lực lượng, sau đó thoáng cái bành trướng, đánh ra một chiêu thạch phá thiên kinh, lập tức khắp nơi đều là thạch bạo, thần lôi cuồn cuộn, trong không khí có một số thạch khí lúc này bị khí tức của hắn quấn quanh, cũng đều biến thành cổn thạch thần lôi, bay lên nổ mạnh, từng đợt từng đợt, lập tức hóa giải công kích của tiểu vũ hoàng, tiểu vũ hoàng, còn có thiên vương thánh linh của ba đại môn phái liên hợp. Đồng thời hắn há miệng phun ra một đạo thạch kiếm, bổ về phía không gian đằng trước, lập tức bình chứng chư thần bi xé thành một lỗ hổng, hắn luân phiên thi triển ra biến hóa, chuẩn bị xuyên toa ra ngoài. Muốn chạy. Phương Hàng đã sớm biết Tống Đằng Phi bắt đầu sinh ra thoái ý, vừa thấy hắn xuất ra thạch kiếm chém ra một lỗ hổng, Phương Hàng lập tức xuất thủ ngăn cản. Hắn vất tay một cái, một đạo trường hà cuồn cuộn hiện ra, một bước đã tới gần trước mặt Tống Đằng Phi. Đáng chết! Tống Đằng Phi liên tục gầm lên giận dữ, trên thạch kiếm bột phát ra hỏa diễm cuồn cuộn, muốn làm trường hà bốc hơi, đây là thạch hoàng chân hỏa, hừng hực thiêu đốt, liệt diễm bay vút lên, đại lượng chân khí đều bị thiêu đốt. Phương Hàng lật tay, sóng cùng ngập trời, lại một đạo trường hà nữa xuất hiện, bốn phía biến thành hải dương xanh ngắt, hàng băng chi khí đập vào mặt, tự nhiên áp chế hỏa diễm xuống, trực tiếp dập tắt. Đã tới thì ở lại luôn đi, tống đằng phi, ngươi cần gì phải nóng lòng rời đi như vậy nói chuyện hảo hảo giao thủ một phen, nếu như có thể giết được ta, vậy có thể lập tức rời đi. Phương Hàng một mặt nói chuyện, nhàn nhã dạo chơi, một mặt thủ chỉ liên tục búng, thi triển ra xích đế hỏa hoàng khí trong đại ngũ hành thuật, hỏa tính đổ bắn ra, vô số hỏa tinh biến thành pho tượng xích đế. Chúc hỏa diễm đó thì làm gì được ta? Kiếm thế vừa chuyển, tống đằng phi hét to, một kiếm hàng quang phủ mười vạn châu. Kiếm quang bạo xạ, Mỗi một lần bạo xạ đều hủy diệt một pho tượng xích đế, trong nháy mắt đã đập chết đám hỏa diễm này. Thế nhưng hỏa diễm vừa dập tắt, phương hàng đã xuất hiện trên đỉnh đầu Tống Đằng Phi, trên thân thể được bao vây bởi tầng tầng văn minh sử, thật giống như một pho tượng chi thần cổ xưa sáng lập hết thảy, thoáng cái buông xuống, trực tiếp dùng thân thể trấn áp Tống Đằng Phi. Cảnh giới thiên địa nhất thể một lần nữa được thi triển. A! À, Tống Đằng Phi cảm thấy uy lực giống như Thái Sơn áp đỉnh ngẩng đầu nhìn lên đã thấy vô hạn hào quang trực tiếp bổ xuống. Hắn lập tức phát ra tiếng hét điên cuồng, phong thần thạch đi vừa chuyển, một đầu thạch thủ từ trong đó bắn ra, mở rộng vô hạn, muốn tóm lấy Phương Hàng. Thạch nhập thân ta. Phương Hàng không hề dao động, tiếp tục buông xuống, thạch thủ cự đại đã đến gần thân thể mình, bị rất nhiều văn minh sử vạn cho vỡ tan, thạch khí dung nhập vào trong kỷ nguyên chi thư, vì hắn đành làm thuốc bổ. Đáng tiếc, Ta phải tu luyện tới cảnh giới thánh nhân mới có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng của phong thần thạch bi, lúc đó có thể dùng một kích giết chết hắn. Chứng kiến bản thân tăng thêm lực lượng cho phương hàn, tống đằng phi tức giận đến nỗi thiếu chút nữa phun ra một nguồn máu tươi, nhưng mà vừa rồi ít nhiều gì hắn cũng kéo lại được chút thời gian, bản thân lập tức thi triển ra hóa thạch thần độn, tìm lấy một khe hở, cả người áp súc lại vô hạn, biến mất trong không trung địa phương mà hắn vừa biến mất liền xuất hiện một đạo hắc động, hắc động phun ra, trăm ngàn cự thạch từ trong đó bổ ra, ngay sau đó liền biến thành rất nhiều tinh cầu bằng đá khuếch trương ra bên ngoài, một mảnh tinh không xuất hiện, ngăn cản Phương Hàng truy kích. Thạch giới Phương Hàng khẽ động, biết Tống Đằng Phi đi tới đâu, vì yểm hộ để mình đào tẩu, hắn cư nhiên không tiếc hao phí tuổi thọ bố trí thạch giới. Một khi tạo thành thạch giới, có thể diễn hóa ra một phương không xong, hắn diễn hóa ra thạch giới để đào tẩu, không ai có thể truy kích được. Tiểu Vũ Hoàng liên tục thở dài. Thạch giới cũng không ngăn cản được ta, chẳng qua chỉ tăng thêm phần thuốc bổ cho ta mà thôi, chỉ cần hắn còn đang ở bên trong thái cổ chi khư, liền không cách nào thoát khỏi khống chế của ta. Đối mặt với thạch giới không ngừng mở rộng trên không trung, ngăn cản đường đi của mình, Phương Hàng liền rống to một tiếng, miệng phun ra các loại âm tiết, âm phù vừa phát ra đã trải rộng cả vũ trụ. Thạch giới bắt đầu sụp đổ, biến thành thạch khí nguyên thủy nhất, trong thạch khí, khắp nơi đều là hỏa diễn thiêu đốt tuổi thọ, bị phương hàng một hơi hút đi, không gian sụp đổ, thạch khí cùng hỏa diễn thiêu đốt tuổi thọ đều bị nuốt vào trong bụng, khiến cho thạch đạo văn minh sử càng thêm chó sáng, mang theo khí tức của thời kỳ đồ đá nguyên thủy. Chỉ trong mấy câu nói cả thạch giới đã bị phương hàng nuốt mất tràn diện của thái cổ chi khư lúc này chính là sát khí cuồn cuộn khắp nơi, thạch khí toàn bộ bị tiêu trừ, không còn sót lại một tia nào, tiểu thạch hoàng tống đằng phi lại biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Ở dưới, phương hàng hơi thôi toán, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, trong sát khí cuồn cuộn, xuất hiện một cái huyệt động. Trong huyệt động, ma khí quay cuồng, thật giống như nơi phong ấn cái thế ma vương. Huyệt động này, phương hàng lắp bắp kinh hải hai tay bị xua tan sát khí cuồn cuộn, liền thấy được một động huyệt dưới mặt đất, tại miệng huyệt động vẫn còn lưu lại thạch khí. Hiển nhiên là thứ còn sót lại do tiểu thạch hoàng tống đằng phi bỏ trốn, rất rõ ràng là hắn đã chui vào trong ma huyệt, ý đồ chạy trốn. Hắn cũng biết chính mình nếu như chạy về hướng khác, rất nhanh sẽ bị bọn người phương hàng đuổi theo, lại lần nữa bị vây khốn, lành ít dữ nhiều. Không bằng chui vào sâu trong động ma, ra sức đánh cực một lần, nói không chừng ngược lại còn có cơ hội nhờ vào địa lý nhất nhất giết chết đám người phương hàng. Đây là huyệt động động ma quái gì vậy? Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng, còn có rất nhiều thánh tử đều dừng lại ở trước cửa động quật, bọn họ cảm thấy quỷ thần ma chi khí cường đại trong động ma, còn có một loại tư vị cực độ nguy hiểm làm cho người ta không dám xâm nhập vào trong đó. Tiểu Thạch Hoàng kia đã nói, ở đây rất có thể là nơi phong ấn một phần phân thân của thương thánh. Tại rất nhiều năm trước, Thương Thánh được xưng là đệ nhất thánh nhân ma đạo. Hiện tại không biết cường đại đến trình độ nào. Có khả năng là trí tôn hoàng giả, cho dù một cái phân thân cũng cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà bảo tàng trong đó cũng cực kỳ phong phú. Tiểu thạch hoàng tống đằng phi chẳng phải đã kiếm được chính đạo vương cấp linh mạch ở trong này sao? Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, chúng ta đuổi xuống, với pháp lực của hắn có thể sinh tồn trong đó, chúng ta tự nhiên cũng có thể. Phương Hàng thôi toán thoáng cái, liền đưa ra quyết định. Tiến vào trong động ma này đuổi bắt Tống Đằng Phi. Hắn đi trước dò đường, đã nói là làm, lập tức tiến hành, giống như bá chủ, bàn tay đập tới, một đạo cương khí cự đại bắn đi, liền dẹp tan ma vân tại cửa động quật, ánh sáng trực tiếp chiếu vào sâu trong động quật, một số tình huống đều bị chiếu xạ rõ ràng. Ở chỗ sâu trong động ma cực kỳ quanh co khúc khuỷu, không biết sâu bao nhiêu, giống như mê cung xâm nhập vào lòng đất đoán thoáng còn truyền ra tiếng yêu ma gào rít làm kinh động nhân tâm nhưng mà địa phương mà đám yêu ma tụ tấp tất sẽ có linh mạch tồn tại yêu ma sinh tồn cũng phải nhờ vào linh mạch phương Hàng tự nhiên cũng cảm nhận được ở trong động quật có rất nhiều linh mạch kết hợp cùng sát khí biến thành tuyệt mạch cung cấp nuôi dưỡng đám yêu ma hơn nữa hắn còn cảm thấy rất nhiều khí tức vương giả do linh mạch phát ra tư nhiên là vương cấp linh mạch chẳng lẽ trong này còn có vương cấp linh mạch tiểu thạch hoàng đã thu chính đạo vẫn còn chưa hết đã như vậy phát tài rồi tiểu vũ hoàng hiên viên phá cao hứng nói cẩn thận địa phương có linh mạch càng cường đại yêu ma cũng càng cường đại người suy nghĩ một chút coi nếu quả thật có rất nhiều vương cấp linh mạch vậy có thể nuôi dưỡng bao nhiêu yêu ma cường đại tiểu vũ hoàng lại thập phần tỉnh táo hai mắt phương hàng bất động thần quan xuyên vào trong huyệt động, cả người phiêu đảng, sau khi tiếp xúc đủ lực lượng, vèo. Cả người rơi xuống tiến nhập vào trong huyệt động. Mọi người dĩ nhiên là đi theo ở phía sau. Trong nháy mắt đã đi qua mấy vạn dặm cũng không gặp yêu ma gì, cũng không có linh mạch, thế nhưng khi tiến tới, huyệt động lại đột nhiên lại mở rộng, đập vào mắt mọi người là hàng loạt lối đi giống như tổ ong vò vẽ, lại như mê cung, không biết cái nào là thật cái nào là giả tiểu thạch hoàng tống đằng phi liền chui vào một lỗ thủng trong đó. Phương Hàng lại không chút do dự trực tiếp chui vào một cái động cuộc bên trái. Thôi toán chi đạo của hắn có thể nói là trong cùng cảnh giới, không ai có thể siêu việt hơn, tự nhiên có thể biết được nơi ẩn nút của tiểu thạch hoàng. Dựa theo đạo lý lực lượng hiện tại của Phương Hàng có thể hủy diệt một phương thế giới, hoàn toàn không cần làm sự tình hao phí lực lượng như vậy, có thể hủy diệt toàn bộ động quật thế nhưng ở sâu trong động quật này lại thập phần rắn chắc, sát khí bốn phía hoàn toàn kết hợp với đại địa, làm cho vách huyệt động biến thành tinh thể sát khí cực kỳ cứng rắn, hàm ẩn ảo diệu của không gian toàn chuyển. Phương Hàn chỉ cần tâm linh khẽ động liền cảm nhận được, muốn hủy diệt động ma, cơ hồ là không thể, chẳng khác nào đối kháng với cả thái cổ chi khư, một mảnh thiên địa sinh tử quan tài này có vô số yêu ma. Càng thêm khủng bố chính là ở chỗ sâu trong động ma này có trấn áp những thứ cường đại, nếu xúc phạm tới cũng không phải là chuyện tốt. Phương Hàng vừa tiến vào trong động quật, Các cao bám theo khí tức của tiểu thạch Hoàng Tống Đằng Phi, ngay cả một số linh mạch quanh thân cũng không thu lấy. Tiến nhập vào càng sâu, huyệt động lại càng rộng lớn, cơ hồ là một mảnh hoạn lộ thênh thang, bình nguyên bằng phẳng. Có điểm giống như bình nguyên trong lòng đất của huyền hoàng đại thế giới. Trên bình nguyên là trăm ngàn con sông giao nhau lưu chuyển, cư nhiên đều là từng đạo từng đạo linh mạch, Vô số yêu ma sinh sống gần linh mạch, phương hàng liền thấy địa ngục điên bức, xích khuê, cường lương. Thậm chí trên bầu trời có như ý thiên yêu bay lượn dày đặc che khuất bầu trời, chém giết lẫn nhau cướp đoạt quyền khống chế linh mạch, tạo thành một mảnh hỗn loạn. Trong động ma này là thế giới của yêu ma, quốc gia của yêu ma, vô số yêu ma thái cổ hiếm thấy sinh trưởng bên trong. Nhiều đời yêu ma chết đi, nhiều đời sinh trưởng Hài cốt của những yêu ma tử vong kia dung nhập vào trong đại địa sẽ trở thành sát khí cổ xưa nhất. Mà những linh mạch kia lại không ngừng tuôn ra từ trong đó. Một số yêu ma sinh sôi không ngừng sau khi hấp thu nguyên thủy chi khí tuôn ra từ những linh mạch ở sâu trong đại địa, phương hàng cũng không hiểu rõ rốt cuộc là do nguyên nhân gì. Từng đạo từng đạo linh mạch cấp 1 ở sâu trong đại địa của Bình Nguyên, trải qua trăm ngàn năm, cứ như vậy lưu chuyển, dựng dục ra yêu ma cường đại. Phương Hàng thậm chí còn thấy ở trong một tòa thành cự đại phía xa do yêu ma thành lập, cư nhiên tạo thành quốc gia, hiển nhiên là do yêu ma cường đại kiến tạo thành, ý đồ thống trị mãn lao sân lãnh thổ quốc gia trong động ma này. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ai có thể nghĩ tới. Trong động ma này lại có thiên địa rộng lớn như vậy. Đúng rồi vừa nãy ta thấy động quật như tổ ong vậy, chẳng lẽ mỗi một động quật đều có tràn cảnh như thế này? Như vậy sẽ có bao nhiêu yêu ma? chẳng lẽ trong quan tài sinh tử này tất cả yêu ma đều từ trong động ma này bay ra hay sao trong lòng phương hàn khẽ động hắn chỉ tiến nhập vào trong một hố của động ma đã thấy rất nhiều yêu ma linh mạch mà mỗi một huyệt động động ma đều có cảnh tượng như vậy trong động ma quả thật là có thể có một yêu ma giới yêu ma giới bọn người phương hàn vừa tiến vào bên trong khiến cho đám yêu ma lập tức cảm giác không vì những thứ khác chỉ vì khí tức của mấy người quá mãnh liệt, sát khí quá nặng, nhất là Phương Hàn, quả thực là một đầu trùng phá hoại, một số yêu ma nhược tiểu cư nhiên không dám tiến lên công kích, đều lui về phía sau, trên thiên không, đại địa, linh mạch đều là một mảnh hỗn loạn. Thế nhưng có một số yêu ma cường đại cũng không chịu lui bước, ngược lại còn xem bọn người Phương Hàn là món mỹ vị. Ông. Ở phía xa, trong một tòa thành giống như thái cổ ma thành, một đầu ma trảo lông mềm như nhung từ trong đó phi ra, lớn cỡ vạn dặm, bao trùm một phương, trực tiếp bắn nhíp tới, móng tay sắc bén, lập lòe lam quang, trên mặt có kịch độc ma vương đang gầm thét. Cư nhiên đã tu thành đại kịch độc thuật, còn có rất nhiều loại độc công, ma trảo này vừa duỗi ra, rất nhiều yêu ma trên bầu trời bay vút lên, cả như ý thiên yêu đều ở trong đó, phàm là yêu ma nhiễm phải kịch độc đều bị độc chết, biến thành một đoàn độc khí. Đây là một đầu độc hủy thú. Tiểu Phủ Hoàng nói. Phương Hàng sớm đã nhìn ra, trong tòa thái cổ ma thành kia đã bị một đầu ma thú cự đại chiếm cứ, đầu rắn thân người, toàn thân là kịch độc màu lam, con mắt khép mở, độc khí mãnh liệt phun ra. Trí tuệ cao thâm, trên đỉnh đầu có linh quan bất diệt, cư nhiên đã tu thành nguyên tiên. Mà ở trong thái cổ ma thành lại xuất hiện một đạo vương cấp linh mạch cùng tu luyện với ma đầu này. Tiểu Vũ Hoàng trông thấy Phương Hàng chuẩn bị xuất thủ, cho nên lập tức nói, Phong Huynh, trên đường đi đều là ngươi dẫn đầu đại triển thần uy, lần này để ta tới, ngươi toàn tâm toàn ý thôi toán tung tích của Tiểu Thạch Hoàng là được rồi. Trong lúc nói chuyện, y phục toàn thân nàng bay phất phới, thật giống như nữ hoàng thượng cổ, một tay chấn động, vẽ lên trên trời một đạo phân nguyên trảm. Xì, một đạo hào quang ống ánh giống như thác nước phun ra, đụng phải móng vuốt cực độc không ngờ thoáng cái chém rụng mấy đầu ngón tay trên ma trảo. Lam huyết lập tức sôi trào, đại lượng vấy lên trên mặt đất, biến thành độc khí tản mát ra bốn phía. Trống. Độc hủy thú trong thái cổ ma thành đau đớn trống lên, lập tức bay ra ngoài, tại trên bầu trời biến thành một nam tử mặc y phục lam sắc, sắc mặt lãnh khốc, tướng mạo tà ác, trên ngón tay còn chảy ra huyết dịch kịch độc màu xanh, vẫn không ngừng lưu chuyển, căn bản khó có xu thế đình chỉ đau đơn để nổi sắc mặt của hắn liên tục co rút. Vô ích, một chiêu phân nguyên trảm này của ta mang theo khí tức thần thánh đặc biệt của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, chuyên môn khắc chế tà ma, ngươi trúng một chiêu này của ta, cho dù có là nguyên tiên cũng sẽ chảy hết máu mà chết. Tiểu vũ hoàng hạ chi thu thản nhiên nói. Các nàng là hoàng giả chuyển thế, mặc dù chỉ là tổ tiên đỉnh phong, thế nhưng đã có thể khiêu chiến vượt cảnh giới, đối phó với nguyên tiên sơ cấp giống như là trọng dương phong ấn giết một đầu cấp bậc cường giả cấp bậc nguyên tiên bình thường. Nữ nhân, ngươi chết chắc rồi. Độc hủy thú sắc mặt giữ tận nhau lên, độc khí cuồn cuộn tràn ngập. Muốn chạy. Tiểu vũ hoàng hạ chi thu lại vẽ lên một cái, trên đầu xuất hiện hư ảnh thái thượng thiên quân, trực tiếp liền phá vỡ độc khí cuồn cuộn, liền thấy một đạo bóng ảnh lam sắc bay vào trong thái cổ ma thành, thúc giục tòa ma thành này muốn chạy trốn. Đầu độc hủy thú này cư nhiên không khéo như thế, giả bộ công kích nhưng thật ra là muốn chạy trốn. Đáng tiếc bị tiểu Vũ Hoàng hạ chi thu thoáng cái nhìn thấu. Thân thể hạ chi thu về một cái liền biến mất, sau một khắc đã xuất hiện trong thái cổ ma thành, mưa rào tầm tả, mỗi một giọt mưa đều mang theo khí tức thánh khiết, lập tức khiến yêu ma trong thành kêu thảm, rất nhiều độc khí đều bị thanh tẩy sạch, một đạo lam ảnh từ trong bay ra chém giết về phía nàng. A à, qua ba lần hô hấp chém giết, Lam ảnh đã bị thủ đao của Hạ Chi Thu chém vỡ, sau đó bị bạo vũ thanh rửa, biến thành lam sắc nhàn nhạt, cuối cùng kêu thảm một tiếng, một điểm linh quan bất diệt bay vọt lên, điểm linh quan bất diệt này chính là pháp tắc nguyên tiên. Một đầu nguyên tiên sơ cấp đã bị Hạ Chi Thu giết chết. Vương cấp linh mạch trong thượng cổ ma thành bị nàng thu lấy nhét vào trong túi. Nàng này đã tiến bộ rất nhiều. Phương Hàng thoáng thấy, chỉ biết lực lượng hoàng giả trong cơ thể tiểu vũ hoàng đang dần dần thức tỉnh. Lực lượng của tiểu vũ hoàng hạ chi thu so với thời điểm vừa mới tiến vào thái cổ chi khư còn cường đại hơn rất nhiều, cư nhiên trong nháy mắt một mình có thể chém giết độc hủy thú một cách dễ dàng, còn nhẹ nhàng hơn cả so với chu trọng dương chém giết cường lương. Trực tiếp thu một đạo vương cấp linh mạch, càng đem pháp tắc nguyên tiên, bất diệt linh quan dung nhập vào trong thân thể, thân thể một cái hạ chi thu trở nên chói lọi có một loại tư vị tùy thời đều có thể đột phá tấn chức cảnh giới. Phương Hàng vẫn bất động thanh sắc, một mặt âm thầm thôi toán sự tồn tại của tiểu thạch hoàng tống đằng phi, một mặt nhìn một số thành trì yêu ma cường đại ở phía xa, trong đó còn có khí tức của vương cấp linh mạch. Vừa bị tiểu vũ hoàng cướp đoạt một đạo vương cấp linh mạch, trong lòng Phương Hàng cũng cảm thấy đáng tiếc. Hiện tại chỉ cần hắn thu được trên 5 đạo vương cấp linh mạch là có thể tấn thăng làm nguyên tiên, trùng kích đột phá cảnh giới. Thế giới yêu ma trong động ma này có vô số yêu ma cường đại, cơ hồ mỗi đầu yêu ma đều trưởng quản một đạo vương cấp linh mạch, giết chết một đầu trong đó, cướp đoạt linh mạch là được. Nhưng mà từ khi tiến nhập vào trong động ma này, khí tức của tiểu thạch hoàng tống đằng phi lại như ẩn như hiện, khi thì biến mất, khi xuất hiện, tự hồ như vận dụng một loại ma công nào đó, hỗn hợp cùng với khí tức của động ma, hiện tại Phương Hàng cũng không thể tập trung vào vị trí chân thực của hắn người này quả thật là nhất đại kiêu hùng muốn giết hắn sẽ phi thường khó khăn thế nào thôi toán ra khí tức của tiểu thạch hoàng tống đằng phi không tiểu vũ hoàng hạ chi thu bay trở lại không người này nhất định chiếm được chỗ tốt gì đó khí tức lại hỗn hợp cùng với khí tức của động ma phương hàn phất phất tay đừng lo tiểu vũ hoàng hiên viên phá thập phần hâm mộ khi trông thấy hạ chi thu chiếm được chỗ tốt hắn kích động xoa tay, không thể tưởng tượng được trong quốc gia yêu ma dưới lòng đất này lại có nhiều yêu ma cường đại như vậy, còn thật sự có cả vương cấp linh mạch nữa chứ, đi. Chúng ta một đường giết tới, cho dù không cách nào giết chết tiểu thạch hoàng, thế nhưng giết thêm vài yêu ma cấp bậc nguyên tiên, sau khi chúng ta tu thành nguyên tiên, căn bản không phải sợ tiểu thạch hoàng nữa, đến lúc đó giết chết dễ như trở bàn tay thôi. Đúng là như vậy, chúng ta tiến vào thái cổ chi khư chính là vì để tăng thực lực, tìm kiếm tài phú, hiện tại ta đã kích phát ra trí nhớ của hoàng giả rồi, kinh nghiệm tấn thăng từ tổ tiên tới nguyên tiên đều ở trong thân thể, nếu có đủ vương cấp linh mạch, tấn chức cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Tiểu Vũ Hoàng hạ chi thu gật gật đầu, có phong duyên huynh thay chúng ta hộ pháp, nhất định sẽ bình yên vô sự, chỉ cần một khi tấn thăng cảnh giới nguyên tiên, tiểu Thạch Hoàng muốn chạy cũng không chạy được. Phía trước có một tòa thái cổ ma thành, bên trong tựa hồ như có một đầu hung thú cổ ảnh từ thời đại thái cổ A. Tiểu phủ hoàng hiên viên phá đột nhiên chỉ tay. Ở phía xa, sát khí nổi lên trong một tòa thành âm u, hấp thụ bất định, trong đó có một bóng ảnh cự đại đang tu luyện, trong đó cũng có khí tức của vương cấp linh mạch. Tiểu phủ hoàng, thực lực của ngươi cũng tăng trưởng không ít, không bằng chúng ta thử một lần, nhìn xem ai chém giết được đầu cổ ảnh cường đại kia đầu tiên, thu lấy vương cấp linh mạch. Trong lúc nói chuyện, tiểu vũ hoàng, tiểu vũ hoàng đột nhiên thoáng cái bay lên, vượt qua thời không trực tiếp giết về phía tòa thành âm u. Mảnh thú trong tòa thành âm u đột nhiên ngẩng đầu lên, tự hồ cảm thấy nguy cơ cường đại, cho nên lập tức chuẩn bị biến hóa đào tẩu. Hai vị không cần so, ta cũng muốn tu thành nguyên tiên, hiện tại khuyết thiếu chính là vương cấp linh mạch, hai vị trước tiên không nên tranh đoạt, chờ ta góp nhặt đủ linh mạch, để hai người tranh đoạt cũng không muộn. Lúc hai người tiếp cận tòa thành âm u, trong nháy mắt sát chiêu phóng ra, thanh âm của Phương Hàng từ phía sau truyền tới, một đầu long trảo phá vỡ trời xanh bao phủ xuống, tòa thành âm u cự đại, bên trong có hung thú cổ ảnh bị cổ lực lượng áp súc, cư nhiên bị nén lại biến thành một pho tượng lớn cỡ lòng bày tay rơi vào trong long trảo, dần dần rơi vào trong tay Phương Hàng. Trong tòa thành âm u trên tay Phương Hàng đột nhiên quang mang lưu chuyển, mảnh thú ở bên trong liên tục giải dụa, thế nhưng đều vô ích một đạo vương cấp linh mạch bị rút ra, giống như là con dung to cỡ ngón tay áp út. Tại trước đó không lâu, tiểu thạch hoàng tống đằng phi với pháp lực vô thượng phong ấn một đạo vương cấp linh mạch, biến thành một đầu linh xà dài ba xích, cũng đã là pháp lực vô biên rồi, mà hiện tại phương hàng lại biến linh mạch thành một con dung, hành động này không biết cao minh hơn tống đằng phi bao nhiêu lần. Nhìn thấy một màn này, da đầu của tiểu vũ hoàng, tiểu phủ hoàng rung lên bất quá bọn hắn cũng không dám nói gì. Trong lòng đều nghĩ, kẻ này một khi tấn thăng tới cảnh giới nguyên tiên không biết sẽ cường đại đến mức nào. Kiếp số nguyên tiên chắc chắn sẽ không nhỏ. Ta lại đang chờ mong kiếp số của người này rốt cuộc lợi hại cỡ nào. Càng là nhân vật cường đại, thời điểm đề thăng cảnh giới, dẫn động quy tắc của thiên địa sẽ càng cuồng bạo, kiếp số càng lớn. Từ từ tổ tiên đến nguyên tiên sẽ có kiếp số, đồng dạng sau này tấn thăng từ nguyên tiên đến thánh tiên kiếp số sẽ càng cường đại. Hiện tại không sai biệt lắm ta đã có nguyên thủy chi khí tương đương với ba đạo vương cấp linh mạch, thế nhưng còn xa mới đủ. Thời điểm bản thân tấn thăng nguyên tiên phải cần năm đạo vương cấp linh mạch, không tự hồ như còn nhiều hơn, bởi vì vừa rồi hấp thu thạch đồ của tiểu thạch hoàng, tích xúc toàn thân đã hùng hâu hơn rất nhiều, chu thiên nghi giúp ta thôi toán, thời điểm tấn chức cần bao nhiêu vương cấp linh mạch. Phương Hằng lập tức thôi toán. Trong một sát na Chu Thiên Nghi liền phản hồi lại tin tức, Tám Đạo Hư Ảnh Vương cấp linh mạch chợt lóe lên. Nói cách khác hiện tại nếu như Phương Hàng tấn chức, ít nhất cần phải có Tám Đạo Vương cấp linh mạch, hơn nữa sau khi tấn chức, mỗi lần hắn thi triển ra pháp lực, tỉ như gấp 14 lần chiến lực, 33 lần chiến lực, miên thủy chi khí sẽ tiêu hao tới trình độ dọa người. Cho nên hắn nhất định phải thu càng nhiều vương cấp linh mạch mới có thể duy trì vận chuyển cường đại cũng có mặt trái, đó chính là chỉ cần một động tác tùy tiện, hấp thu một cái, nguyên khí tiêu hao cũng không phải người khác có thể tưởng tượng. Hiện tại tinh thể thần quốc trong thân thể phương hàng tùy ý vận chuyển đã thiêu đốt mất vài đạo linh mạch cấp 1. May mà là tiến nhập vào trong thái cổ chi khư tiến hành huyết sắc thí luyện, khắp nơi đều là tài bảo, tuy cực độ nguy hiểm, thế nhưng chỉ cần có thực lực cường đại là có thể thu được tài phú kinh người. Chứng kiến thế giới yêu ma phía xa, còn có khí tức của vương cấp linh mạch xuất hiện, trong lòng Phương hàng có phần cảm kích thiên đình. Nếu không phải gia nhập Vũ Hóa môn, tham gia lần huyết sắc thí luyện này, mà ở ngoài tích xúc vương cấp linh mạch thật đúng là không biết đến năm nào tháng nào. Vèo. Thân thể Phương hàng thẳng tách bay ra ngoài, hóa thành một dòng sông cuồn cuộn, dòng sông này không ngừng khuếch tán, tạo thành rất nhiều vòng xoáy. Những vòng xoáy này tản mát ra hấp lực cường đại hút cả không gian vào trong đó lưu chuyển tới đâu, không gian nơi đó lập tức biến mất, đám yêu ma há có thể ngăn cản nổi, đều bị cuốn vào trong đó, bị phương hàng thôn vệ. Trên mặt đất, linh mạch giao thoa dọc ngang cũng thoáng bay lên, toàn bộ đều đầu nhập vào lòng sông, từng đạo từng đạo linh mạch cấp một toàn bộ đều bị phương hàng hút đi. Tiểu Phủ Hoàng, Tiểu Vũ Hoàng bọn người đi theo phía sau Phương Hàng đều không thu được bất kỳ chỗ tốt gì. Nhìn trăm ngàn đạo linh mạch cấp một một đường bay lên, hai người thầm hô đáng tiếc, cũng không trách được, phương hàng giống như vĩnh sinh chi môn thôn vệ chư thiên, đi tới đâu, nơi đó đều biến mất. Đám linh mạch này đều có dính sát khí, cưỡng chế hút vào, đối với thân thể chỉ có hại mà không có lợi. Nhất định phải tinh lọc, thế nhưng hút một lượng lớn như vậy, ta căn bản không có biện pháp tinh lọc, hắn cư nhiên lại làm nhẹ nhàng tự nhiên như vậy, tự hào nhất của tiểu vũ hoàng chính là tinh lọc thuật, Thế nhưng hiện tại thấy phương hàng đã trọn vẹn hút hơn vạn đạo linh mạch, ngay cả sát khí cũng thông phệ, đây quả thực là vượt qua tưởng tượng của nàng, nàng cảm thấy cho dù bản thân có tấn thăng tới cảnh giới nguyên tiên cũng không có hy vọng. Hừ, hai người này sau khi được Phong duyên sư huynh mời chào tới, khí lực không có ra gì lại đòi chiếm tiện nghi, thế nhưng một điểm tiện nghi cũng không có. Nhìn bộ dáng của hai người, trong lòng hư mộ Vân Âm thầm cười vui. Vũ hóa môn ta chính thức có hy vọng phục hưng rồi, nguyên bản trông cậy vào trọng dương, hoa chấn thiên, vạn tây an ba đại cự đầu này, đáng tiếc hiện tại xem ra tư chất của ba người cũng bình thường, còn kém vô số lần so với phong duyên, sau khi ta trở về, nhất định sẽ bẩm báo với trưởng giáo chí tôn về tình huống trong thái cổ chi khư, để hắn định đoạt, cung cấp đủ tư chất cho phong duyên. Tôn thi họa lại kích động không thôi. Hiện tại hắn rốt cuộc đã biết lần này Phương Hàng ở bên trong thái cổ chi khư chỉ cần tấn thăng làm nguyên tiên là có thể giết chết tiểu thạch hoàng tống đằng phi, vì vũ hóa môn trừ đi một kẻ đại địch. Đạo trường hà mà Phương Hàng hóa thân thành càng lúc càng lớn, càng ngày càng bành trướng, tuyệt mạch trên mặt đất, yêu ma, cái gì mà địa ngục biên bức, tâm ma cổ vượng, xích khuê thần thú, như ý thiên yêu. Căn bản cũng đều không thoát khỏi ma trảo của hắn, toàn bộ đều đầu nhập vào trong trường hà trường hà của phương hàng cường đại đến mức quét sạch không bỏ sót vật gì. Không có đồ vật gì là không bị hắn thôn phệ. cho dù đại thôn phệ thuật trong 3.000 đại đạo diễn hóa ra cực hạn cũng không thể đạt tới loại hiệu quả thế này. Trong quá trình thôn phệ, trường hà chẳng những không có bị sát khí ô nhiễm, ngược lại càng ngày càng ống ánh chói lọi, mỗi người ngược lại đều có thể thấy được bóng ảnh của mình trong trường hà, thậm chí còn thấy được tương lai. Hạ Chi Thu, ngươi xem đạo trường hà này. Tiểu phủ hoàng hiên viên phá tự hồ như đã nhìn ra manh mối gì đó, trên trán liên tục trung lên, toàn thân giống như bị phong hàn vậy. Lợi hại, hắn muốn chuẩn bị bước cuối cùng trước khi tấn thăng làm nguyên tiên, chỉ cần thoáng cái tấn chức thành công, giết chết thánh tử của trăm ngàn vương giả đại phái lần này tiến vào đây cũng không có vấn đề. Cho dù mấy vị biến thái của mục giả, hoàng phủ thế gia cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiểu phủ hoàng ngưng trọng nhận xét. Thiên đình mỗi lần tiến hành huyết sắc thí luyện đều mời trăm vạn vương giả đại phái tham gia, thánh tử có tới ngàn vạn, hơn mười vạn đều tiến vào thái cổ chi khư, trong đó có vô số kẻ cường đại, giống như tiểu vũ hoàng, tiểu Vũ hoàng cũng không phải là ít, thậm chí còn có một số thế gia biến thái có thiên quân tọa trấn cũng xuất ra kẻ cường đại như tiểu thạch hoàng. Nhưng mà giống như phương hàng vậy quả thực là không có. Chỉ qua mười lần hô hấp, phương hàng thật giống như bảo táp quét qua bình nguyên, tất cả tính mạng đều bị hủy diệt. Bên trên bình nguyên rộng lớn, khoảng chừng 10 vạn đạo tuyệt mạch đều nhét vào trong thân thể hắn. Ngươi xem, kiếp vân đang ngưng kết trên trường hà kìa. Ánh mắt của tiểu vũ hoàng rất lợi hại, thoáng cái giả nhìn ra phương hàng hóa thân thành trường hà, ở sâu trên hư không, thậm chí là ở một không gian dị độ thần bí trong thái cổ chi khư, mây đen cuồn cuộn đang ngưng tu. Là kiếp số của phương hàng. Kiếp số xuất hiện, đại biểu cho việc phương hàng quả thật đã ở điểm tới hạn giữa tổ tiên cùng nguyên tiên, chỉ thiếu một chút là có thể ngưng luyện ra linh quan bất diệt, thiên địa quy nguyên chi đạo, đến cảnh giới nguyên tiên. Nếu như nói tổ tiên là thánh tử của một môn phái, như vậy địa vị của nguyên tiên sẽ lại lần nữa tăng lên, cơ hồ có thể trở thành một vị phó trưởng môn của môn phái. Phương Hàng cũng cảm thấy kiếp số phủ xuống, hắn lập tức mở rộng động thiên thần nhãn, liền thấy tại không gian dị độ sâu trong bầu trời, thiên địa pháp tắc nổi lên, giống như một thanh lợi kiếm treo trên đỉnh đầu mình, tùy thời đều có thể buông xuống, chém chết hắn. Kiếp số của ta hết sức lợi hại, hiện tại chỉ có thể ngăn cản khí tức, không để thiên địa pháp tắc sớm đáp xuống. Bởi vì ta còn chưa thu thập đủ nguyên thủy chi khí, lúc này nếu như kiếp số buông xuống, ta đây thật sự lành ít dữ nhiều. Phương Hàng âm thầm vận chuyển cảnh giới thiên địa nhất thể, ngăn chặn nguyên khí đang sôi trào trong cơ thể nhất định phải thu thập đủ nguyên thủy linh khí của tám đạo vương cấp linh mạch mới có thể phát động kiếp số cuối cùng, rèn luyện hình thể, làm cho pháp tắc toàn thân đều ngưng tụ thành một điểm linh quan bất diệt. Nếu không nguyên khí không đủ lập tức sẽ chết. Nguyên bản nếu là người thường, kiếp số buông xuống căn bản sẽ không cách nào áp chế được, thế nhưng hắn lại bất đồng, cảnh giới thiên địa nhất thể có thể tùy thời điều động thiên địa pháp tắc. Cho nên mọi người mới thấy được một màn kỳ quái, trên trường hà mà phương hàng hóa thân thành mây đen dày đặc lôi đình thiểm điện vô số ti chấp hình người qua lại như con thoi giống như một chi đại quân thế nhưng lại không cách nào đáp xuống kiếp số của phong duyên này thật sự là cự đại ngươi xem ti chấp hình người trong mây đen tạo thành đại quân còn có điện mâu điện kiếm điện thương điện cổ tiểu vũ hoàng tiểu vũ hoàng đều kinh hãi lạnh mình tránh xa phương hàng một chút bọn họ cũng đã đạt tới cực hạn Sơ khí tức kiếp số của phương hàng ảnh hưởng đến, buông xuống, bản thân thật muốn khóc cũng khóc không được. Bọn họ thấy trong mây đen trên trường hà, tia chớp đang không ngừng ngưng luyện, biến thành một đại quân tia chớp hình người, tự hồ như thiên binh thiên tướng đáp xuống, tiến hành chém giết, mà vô số tia chớp binh khí cự đại ngưng tụ thành hình, kiếm, tháp, đỉnh, lô, chung. Thanh thế hùng vĩ, nếu như một khi đáp xuống, chỉ sợ cả động ma sẽ bị tia chớp bao phủ thậm chí một số tia chớp trong đó đều biến thành thánh đồ, hiện ra sơn hà vạn dặm, cẩm tú càng khôn, còn có một số tia chớp hóa thành từng tòa thiên cung trấn áp xuống. Loại kiếp số này nếu như buông xuống, tiểu vũ hoàng, tiểu vũ hoàng cảm giác lạc ấn hoàng giả của mình cũng bị bào mòn, bọn họ tuyệt đối không cách nào ngăn cản được kiếp số lớn như vậy. Nhưng mà kiếp số trên bầu trời càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng, chuẩn bị bị phá vỡ không gian dị độ buông xuống, thế nhưng lại không thể chính thức buông xuống. Hắn có cảnh giới thiên địa nhất thể có thể ngăn chặn khí tức, thế nhưng cứ tiếp tục như vậy, càng áp chế, kiếp số càng mạnh mẽ, cho dù hắn có thể vượt qua, thế nhưng nguyên khí cũng sẽ đại thương. Tự hồ như hắn không đủ linh mạch, nhất định phải thu thập càng nhiều vương cấp linh mạch mới có thể tấn chức. May mắn là đã tiến nhập vào trong thái cổ chi khư, nếu như ở bên ngoài, với uy lực khi tấn chức nguyên tiên, ngay cả một đại phái vương giả cũng bị hắn làm cho nghèo đi. Linh mạch của chúng ta trái lại đủ rồi, hiện tại tấn chức thì thế nào? Tiểu Vũ Hoàng nói với Tiểu Phủ Hoàng. Hay là chờ một chút, đợi phong duyên tấn chức thành công rồi tính tiếp, vạn nhất ba người chúng ta đều tấn chức, tiểu Thạch Hoàng đột nhiên đi ra đánh lén, chúng ta đây đều phải chết, sau khi bị hắn luyện hóa, chỉ sợ là hắn có thể đủ lập địa thành thánh. Coi trời bằng vung. ừm nếu như phong duyên tấn chức thành công, sẽ làm hộ pháp cho chúng ta, vậy khẳng định sẽ rất an toàn. Nhìn kìa, phía trước lại có một tòa thái cổ ma thành bị phá hủy rồi, mốt đầu yêu ma, cổ hổ, cổ xưa bị hắn giết. Trong lúc hai người nói chuyện, phương hàng hóa thân thành trường hà bao phủ cửu châu bát phương, cả động ma tự hồ bị chìm trong lũ lụt đến mức không có một ngọn có một tia khí tức nào còn sót. Lại một tòa thái cổ ma thành ở phía xa bị phương hàng trực tiếp nhấc lên, để ngang trên đầu, sau đó đánh nát, một đầu yêu ma, cũng hổ, trong đó liên tục gầm lên, thế nhưng bị sóng cuốn liền chìm vào trong đó, gặp tai họa ngập đầu. Ngay cả thái cổ ma thành cũng bị con sóng của Phương Hàng đánh nát, hóa thành bột phấn, dung nhập vào bên trong. Phương Hàng hóa thành trường hà cũng không phải là con sóng thông thường, mà là từng đạo hồng lưu tinh thể, những tinh thể này giống như cát, sáng chói như ngân hà, khi cuốn qua còn mang theo ma sát, lực lượng cực lớn, thậm chí ngay cả bất diệt linh quan của nguyên tiên cũng có thể bị phá vỡ. Một đạo trường hà này trong đó có trộn lẫn vận mệnh, số mệnh, thanh tẩy hết thảy. Hòa tan hết thảy. Thái cổ ma thành vừa tan vỡ, một đạo vương cấp linh mạch liền bay ra, giống như một đầu thương long qua lại như con thoi trong sông. Phương Hàng đột nhiên phát ra một tiếng trường khiếu, trong dòng sông lại xuất hiện trọn ven ba đầu thương long, mỗi một con đều là một đạo vương cấp linh mạch. Ngoài ra còn rất nhiều đầu tiểu long du tẩu trong trường hà, phải đến hơn 10 vạn con, liên tục trống to, những đầu tiểu long này cũng ngưng tụ thành một đầu đại long, thế nhưng lại không có khí tức vương giả. Những đầu tiểu long này là linh mạch cấp 1, số lượng cũng có thể ngang với một đạo vương cấp linh mạch, nhưng chất lượng lại thiếu khí tức vương giả. Hiện tại phương Hàn đang chuẩn bị thu năm đạo vương cấp linh mạch, sôi trào trong trường hà, ngũ long rời nước. Một đường đi tới trên mặt đất càng có nhiều đạo trường hà tràn ngập sát khí bay lên, tiến vào trong tinh xa trường hà, hơi chút đảo biến, sát khí đều bị tẩy sạch, hóa thành từng đầu tiểu long. Chỉ chốc lát sau, hơn 10 vạn đạo linh mạch cấp một một lần nữa biến thành đại long. Nguyên thủy chi khí tương đương với 6 đạo vương cấp linh mạch. Phương Hàng dùng toàn lực thu thập linh mạch trong động cuộc yêu ma, vô luận là yêu ma gì hắn đều trực tiếp xông lên, dùng tinh thể thần quốc của mình vạn nát có một số yêu ma cường đai, trong thân thể cũng ẩn chứa linh mạch, đều bị hắn thu hoạch cướp đoạt. Hắn liều mạng, quy lực đã chính thức phát ra, quả thực là không thể đỡ. Thật nhiều như ý thiên yêu. Đột nhiên phía trước xuất hiện một tòa yêu thành vô cùng cự đạo, tòa yêu thành này cư nhiên do rất nhiều như ý cấu thành, trấn áp hết thảy thái cổ ma thành. Rất nhiều như ý thiên yêu từ trong thành trì yêu tộc bay lên. Như ý thiên yêu mới là vương giả trong quốc gia yêu ma ông trời của ta, trong tòa yêu thành này rốt cuộc có bao nhiêu như ý thiên yêu. Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Vũ Hoàng khiếp sợ nói, nhưng mà trong tòa thành như ý thiên yêu này lại có khí tức linh mạch thật mạnh, có rất nhiều vương cấp linh mạch đây. Hai người vừa nhìn đã nhận ra, trong tòa yêu thành này có từng đạo vương cấp linh mạch quấn quanh, thật giống như dây leo vậy. Làm cho người ta cảm thấy điên cuồng. Nếu như đem tòa thành thái cổ yêu tộc này tới thiên giới, không biết sẽ gây nên bao nhiêu tinh phong huyết vũ. Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng, còn có thánh tử thánh nữ của ba đại môn phái đều phun trào nhiệt huyết. Thế nhưng kế tiếp như ý thiên yêu dày đặc như châu chấu lại khiến cho nhiệt huyết của bọn họ nguội lạnh, nhiều thiên yêu như vậy, tiến vào quả thực chẳng khác gì là chết, cho dù nguyên tiên cũng lập tức bị phanh thay, hài cốt cũng không còn. Thế nhưng tinh thể trường hà của Phương Hàng lại không hề e ngại, đối mặt với đám như ý thiên yêu cường đại, trọn vẹn mấy vạn đầu che khuất bầu trời, giống như châu chấu, vừa bị trường hà của hắn vạn, lập tức tao ngộ gặp tai họa ngập đầu. Nhưng mà lại có càng nhiều như ý thiên yêu bay ra, thiên yêu quả thực là vô cùng vô tận, có hóa thân thành như ý, có bố trí thành từng tòa đại trận, đột nhiên phát động, hàng tỷ đại tiên thuật như hồng lưu anh kích ra, quả thực là có thể khai thiên tích địa, có một loại cảm giác đánh xuyên qua thái cổ chi khư đáng tiếc chính là đám đại tiên thuật đại tiên thuật này oanh kích lên tinh thể trường hà đều biến mất vô tung vô ảnh, tự hồ như trâu đất xuống biển vậy. Phương Hàng hóa thân thành tinh sa trường hà, vạn đều nuốt, vạn pháp đều phá. Giết! Trong đại quân như ý thiên yêu truyền tới thanh âm hồng lưu cự đại, chấn đắc vòng trời vỡ tan, càng nhiều thiên yêu tràn ngập bay trên không trung, một lần nữa mãnh liệt công kích. Phá! Phương Hàng mãnh liệt nhảy lên trong tinh sa trường hà, trên mặt xuất hiện từng đạo thủy ba, vô số tinh thể kích xạ, biến thành pho tượng tinh thể tổ thần, nguyên một đám tinh thể tổ thần đều có thân thể cự đại, toàn thân nhẵn nhụi sáng bóng, tay cầm các loại binh khí trực tiếp xông về phía đại quân như ý thiên yêu. Ông Đám tổ thần này đều là tinh thể thần quốc biến thành, thân thể vô cùng cứng rắn, vô địch, soạt xoạt xoạt Vô số như ý thiên yêu đều bị tổ thần xuyên thủng, nổ tung trên không trung. Đại quân Như Ý Thiên Yêu đối chọi với đại quân của Phương Hàn, tinh thể thần quốc hóa thành đại quân tổ thần, che khuất bầu trời tỏa ra quang mang chói lọi, giao chiến với Như Ý Thiên Yêu. Thân thể của những đầu Như Ý Thiên Yêu cực kỳ cứng rắn, thế nhưng vẫn khó có thể so được với tạo hóa chi tinh, liên tiếp bị xuyên thủng. Mỗi một đầu Như Ý Thiên Yêu đều cực kỳ cường đại. Trong thân thể ẩn chứa rất nhiều linh mạch cấp 1, đều bị Phương Hàn giết chết thu lấy linh mạch. Trong một sát na, trong tinh sa trường hà một lần nữa xuất hiện thêm rất nhiều tiểu long liên tục gào riết, hóa thành thương long. Số lượng nguyên thủy chi khí đã tương đương với bảy đạo vương cấp linh mạch. Hơn nữa mỗi lần giết một đầu như ý thiên yêu, tinh thể thần quốc hóa thành tổ thần liền thôn vệ lấy đầu như ý thiên yêu này, khiến tinh thể lại trở nên cường tráng thêm. Phương Hàng tung ra tinh thể tổ thần hung hăng chống lại đại quân như ý thiên yêu, càng đánh càng cường đại khiến đại quân như ý thiên yêu trên bầu trời tán loạn ngao ngao đột nhiên lúc này trong tòa thành thái cổ yêu tộc một đạo tiếng hống khủng bố bùng lên một cổ lực lượng vô hình truyền ra lập tức có ngàn vạn như ý thiên yêu hợp thành một khối đại thủ lăng không chọc tới trên cự thủ cư nhiên xuất hiện yêu hoàng chi nhãn hiển nhiên là nhân vật lợi hại trong đám như ý thiên yêu xuất thủ tất cả tinh thể tổ thần của phương hàng đều tụ lại đồng dạng biến thành đại thủ tinh quang bắn ra bốn phía trực tiếp tung trưởng lăng không đối chọi bụt một tiếng liền đánh bại cự thủ sau đó một trảo không ngờ xông thẳng về phía yêu thành chọc tới những đạo vương cấp linh mạch giống như dây leo kia chỉ cần có thể thu được những đạo vương cấp linh mạch này phương hàng có thể lập tức vượt qua thiên kiếp Thế lực cường đại nhất trong ma cuộc này chính là thành trì của thái cổ yêu tộc do không biết bao nhiêu như ý thiên yêu tạo thành này. Cũng chỉ có nhân vật có tu vi như Phương Hàng mới có thể đoạt thức ăn trong miệng hổ, cướp đoạt linh mạch vương giai. Đổi lại dù là nguyên tiên thì cũng sẽ bị đánh chết ngay tức khắc. Trường Hà cuồn cuộn cuốn đi tất cả hướng về phía thái cổ yêu thành. Phương Hàng lúc này quả thức có khí khái đứng đầu thiên hạ. Nhất thời không ít thiên yêu thống lĩnh cường đại trong thái cổ yêu thành, những tồn tại không biết tên đều trống giận mười mấy luồng ma khí thông thiên bốc lên từ trong thành ngăn cản phương hàng cướp linh mạch mỗi một đạo ma khí thông thiên kia đều bá đạo tuyệt luân vũ phá hư không mỗi một đạo ma khí đều là của một tồn tại cấp bậc nguyên tiên hơn nữa không phải là nguyên tiên cấp thấp mà là bậc trung thậm chí tiếp cận nguyên tiên bậc cao cũng là nguyên tiên nhưng nguyên tiên bậc cao tùy ý có thể đánh chết nguyên tiên sơ cấp đơn giản như ăn cơm uống nước vậy trong yêu thành này, cũng có vài kẻ có thể chiến thắng chúng ta. Tiểu Phủ Hoàng, Tiểu Vũ Hoàng âm thầm tính toán, khó trách trong đó lại có nhiều linh mạch vương gia như vậy. Chúng mà đồng thời ra tay thì có thể giết sạch chúng ta. Không biết phong duyên này có thể ngăn cản được chúng hay không? Đúng lúc này thì tinh sa trường hà do phương hàng hóa thành đã tiếp xúc với mười mấy luồng ma khí thông thiên, giao chiến bên ngoài thái cổ yêu thành. Mỗi một lần va chạm, những tiếng ầm vang rung trời lại truyền ra. Rất nhiều như ý thiên yêu bên ngoài thành trực tiếp bị đánh chết. Mười mấy luồng ma khí thông thiên ngăn cản Phương Hàng bên ngoài thành, có thể thấy được lực lượng này mạnh tới mức nào. Phương Hàng từ khi tiến vào thái cổ chi khư luôn sát thần diệt Phật, tung hoành vô địch, yêu ma gì cũng trực tiếp chém giết. Nhưng hiện tại dưới mười mấy luồng ma khí thông thiên này hắn lại hơi gian nan. Đương nhiên hắn cũng cảm giác được trong mười mấy luồng ma khí thông thiên này truyền ra ý niệm khiếp sợ. Hiển nhiên đám cường giả yêu ma này cũng đã giật mình. Nhiều cường giả như vậy liên thủ, lại không thể thu thập được một kẻ có cảnh giới tổ tiên. ầm ầm. Đột nhiên Trường Hà biến thành chân thân của Phương Hàng, bàn tay nắm thành quyền, va chạm với một đạo yêu hỏa xanh biếc do ma khí tạo thành. Yêu hỏa kia chấn động một cái, không ngờ không tản ra trong đó có bất diệt linh quan cứng rắn như kim cương, căn bản sẽ không tan biến. Đây là một yêu ma cấp bậc nguyên tiên trung giai. Phương Hàng va chạm một cái liền nhận ra, yêu ma này đang ngồi xếp bằng ở trong thái cổ yêu thành, là một lão già khuôn mặt âm trầm, trên đầu có đôi sừng hu uống lượng, nhìn như là một con thái cổ lộc yêu, bởi thực lực mạnh mẽ nên có thể chỉ huy như ý thiên yêu. Lão già này không biết ngưng luyện ra yêu thuật vô thượng gì, trong tay cầm một ngọn lửa bích lục thông thiên rất lớn, trực tiếp thiêu đốt tới đây. Trong ngọn lửa này có hơn 10 triệu đại tiên thuật tạo thành một đại trận, đánh thẳng tới, quy lực có thể sánh ngang rất nhiều tiên khí tuyệt phẩm liên hợp lại. Một chiêu này vô cùng đơn giản nhưng lại thể hiện tu vi sâu không thể lường. Nếu như chỉ quyết đấu một mình thì Phương Hàng tự tin có thể có cách đánh chết đối phương, nhưng hiện giờ lại phải đấu với mười mấy lão yêu, thậm chí có hai lão yêu trong đó mạnh mẽ như tiểu thạch hoàng. Dưới tình huống như vậy, Phương Hàng muốn đánh chết toàn bộ đối phương thì đúng là không có khả năng. Lại một luồng thần quang thông thiên màu tím đỏ quét tới bị một quyền của Phương Hàng đánh tan. Chỉ thấy một yêu ma màu đỏ, trên lưng hiện ra một đôi cánh lửa giống như khổng tước gian cánh, không ngờ là một đầu thượng cổ hỏa mảnh thú tỳ hưu. Trong 10 luồng ma quang thông thiên này, cường đại nhất là một luồng ma quang màu tím và một luồng màu bạch kim phương hàn cũng nhận thấy sử dụng hai luồng ma quang này là một nữ yêu ma mặc y phục màu tím và một nam tử yêu ma mặc y phục màu trắng nam tử nọ là một con bạch khổng tước sau lưng có một cây quạt lóe lên ánh sáng trắng không ngừng mỗi một đạo bạch quang lóe lên đều có uy thế khiến sơn hà sụp đổ trời nghiêng đất ngã thực lực hai yêu ma này quả không dưới tiểu thạch hoàng tống đằng phi dù còn chưa tới cấp độ bán thánh trong truyền thuyết nhưng cũng khiến Phương Hàng rất đau đầu. Mà đám yêu ma này liên hợp cùng một chỗ, thần quang oanh kích ra, mỗi một lần công kích đều khiến không gian xuất hiện lỗ hổng. Dù Phương Hàng thi triển lực lượng thế nào thì cũng không thể lại gần thái cổ yêu thành này chút nào, đừng nói tới chuyện tiến vào trong đó thu hoạch linh mạch vương giai. Đương nhiên đám yêu ma này liên thủ lại cũng không có cách nào đánh chết Phương Hàng. Phương Hàng trong lúc tranh đấu Kiếp vân trong hư không trên đỉnh đầu càng lúc càng mạnh, tựa hồ sắp sửa giáng xuống. Đám yêu ma này cường đại như thế, ta căn bản là không thể đột phá nổi. Đã không làm thì thôi, đã làm thì dứt khoát làm cho xong, lần này ta dẫn phát kiếp số, bao phủ toàn bộ thái cổ yêu thành mới được. Phương hàng chợt nảy ra ý nghĩ, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tầng tầng không gian trên đỉnh đầu vỡ vụn, vô số lôi đình, hỏa vũ, thiểm điện hình người thiên cung do thiểm điện ngưng tụ thành, binh khí, pháp bảo liền ầm ầm anh kích xuống. Lập tức cả bình nguyên của ma quật biến thành thế giới của lôi đình thiểm điện. Kim qua thiết mã, khí thôn vạn lý. Đao thương thiểm điện, hàng quan bắn ra bốn phía, phích lịch chiến cổ, chấn thấp bốn phương. Tiểu Phủ Hoàng, Tiểu Vũ Hoàng và các thánh tử khác cuốn quyết lui lại phía sau, sợ bị kiếp số này lan tới, mặt vàng như đất. Tiểu Vũ Hoàng thậm chí thấy được trong lôi đình kia có một con phi mã do thiểm điện ngưng tụ, bên trên xuất hiện một thiên thần do thiểm điện tạo thành, tay cầm trường đao vung lên mạnh mẽ, tiếng sét đánh ầm ầm vang lên, chấn động càng khôn. Hư ảnh của điện hoàng, không ngờ lại huyển hóa ra là thứ này. Thiểm điện thiên cung cũng xuất hiện rồi. Một tòa thiên cung khổng lồ do thiểm điện biến thành xuất hiện trên đỉnh đầu phương hàng, lực sát thương bắn ra tứ phía, có thể phá hủy tất cả những tạo vật dám phản kháng lại thiên uy. Phương Hàng lúc này phát động thiên kiếp sớm hơn, đối kháng với ma quan. Mười mấy đạo ma quan thông thiên đột nhiên trong lúc không đề phòng liền bị lôi đình thiểm điện phủ xuống đánh tan nát, quả thực không có chút biện pháp ngăn cản. Thiên kiếp do Phương Hàng dẫn phát phi thường lợi hại, thiểm điện phá diệt vạn tà. Thông thiên ma quan gãy nát, Phương Hàng lập tức thừa dịp thiểm điện đang đánh phá liền lao vào trong thái cổ yêu thành. Yêu tộc như ý thiên yêu bên ngoài thành lúc này đều tan nát, hóa thành tro bụi. Từng luồng tinh khí đều bị phương hàng hấp thu. Đại đa số những tia chớp này đều hướng về phía phương hàng, muốn hủy diệt hắn. Nhưng dư âm của chúng cũng đủ khiến yêu ma tan xương nát thịt. Tất cả yêu ma thấy thiểm điện của thiên kiếp lần này đều lui lại phía sau, một nỗi sợ hãi trong bản năng dân trào. Không tốt. Hắn dẫn phát thiên kiếp muốn mượn trợ giúp của thiên kiếp hủy diệt thành này muốn đoạt tất cả bảo tàng nơi đây. Một yêu ma bay lên, rời xa thiên kiếp, nếu không phương hàng vọt tới liền khiến hắn cũng bị cuốn vào, khẳng định cũng bị thiên kiếp hủy diệt. Mười mấy tuyệt thế yêu ma hùng mạnh đều bay lên, biến thành những luồng sáng thoát ly khỏi thành trì của yêu tộc này. Không thể đi, chúng ta tích xúc vô số năm ở nơi này, thật vất vả mới tụ ra được 108 linh mạch vương giai, bố trí thành đại trận, tu thành tuyệt thế kỳ công. Bước tiếp theo ta có thể thừa cơ thoát khỏi thái cổ chi khư này, tới trong thiên giới, tiêu giao tự tại. Vậy phải làm sao bây giờ? Nơi này còn có rất nhiều bảo tàng vô cùng cường đại do chúng ta luyện chế thành. Pháp bảo dung nhập vào trong yêu thành là thứ trọng yếu chúng ta phải dựa vào để độn xuất thái cổ chi khư, bị hắn cướp đoạt không kiên nể, tổn thất thảm trọng rồi. Liên thủ một lần nữa, trấn áp người này. Hắn sắp vượt qua thiên kiếp, khẳng định nguyên khí đại thương chúng ta lúc đó có thể cắn nuốt hắn tu vi một bước lên trời thậm chí có khả năng lĩnh ngộ ra đạo của thánh nhân hắn còn chưa tăng cấp lên nguyên tiên đã có thể chống lại chúng ta khẳng định là nhân vật tuyệt đại chuyển thế thậm chí có thể là viễn cổ thiên quân chuyển thế chúng ta cắn nuốt hắn về sau nhất định không có ai địch lại đám yêu ma này ngưng tụ lại vừa bay đi vừa trao đổi nữ yêu ma cường đại mặt y phục màu tím còn cả yêu ma do bạch khổng tức hóa thân cũng phát ra thần quan tuyệt thế, ngăn cản dư âm của thiên kiếp. Bùm bùm. Đúng lúc này thì Phương Hàng đã nhảy vào bên trong thái cổ yêu thành, thấy được linh mạch vương dai như dây leo ở trung ương thành trì. Không ngờ nơi này lại có tới 108 linh mạch, mỗi một linh mạch đều tràn ngập sức sống, còn lớn hơn linh mạch vương dai bên ngoài. Những linh mạch này hợp thành một đại trận vận chuyển của thành trì yêu tộc mà trong thành trì này còn có rất nhiều nơi, nhiều cung điện cũng phát ra khí tức của tiên khí tuyệt phẩm, đều là do đám yêu ma này ngưng luyện ra, muốn làm cho thành trì yêu tộc này hóa thành một tòa thành trì vô địch, phá tan không gian thái cổ chi khư, thoát tới thiên giới tiêu giao tự tại. Đám yêu ma này hiển nhiên là bị thiên đình trục xuất, đẩy vào trong lao ngục thái cổ chi khư, không lúc nào là không muốn ra ngoài, rời khỏi chốn lao tù này mấy thứ này đều tiện nghi cho ta rồi. Ta bị thiên kiếp đánh tới, nguyên khí toàn thân đều bị tổn hại. Phương Hàng thầm mừng rỡ, lập tức lao tới hút linh mạch vương giai. Lôi quang và đại quân thiểm điện hình người đánh sâu vào thân thể hắn, cho dù hắn là tinh thể thần quốc, đạt cảnh giới thiên địa nhất thể mà gặp phải loại thiên kiếp này thì cũng phải cố hết sức. Vừa rống giận, Phương Hàng liền thấy trong đám thiểm điện có kim qua thiết mã, có rất nhiều hư ảnh điện hoàng, tay cầm đại đao, lao tới chém giết mình. Thiểm điện đao của đối phương vung lên, triển khai võ học tuyệt thế, mỗi đao đều khiến thân thể hắn bị thương. Cùng lúc đó, thiên cung thiểm điện giáng xuống, mỗi khi đánh lên thân thể hắn đều nổ mạnh, từng luồng lôi đình chui vào trong tinh thể thần quốc, bắt đầu phá hoại từ bên trong. Ngay trong lúc này, thân thể phương hàng đã bị phá hủy tới 3 phần, tinh thể thần quốc bên ngoài tan thành bột phấn, tổ thần diệt vong, khiến cho hung uy của hắn giảm đi rất nhiều chẳng qua hắn lại có chân khí bổ thiên cực kỳ mênh mông bù đắp. Hai tay Phương Hàng dơ lên trời, trong thân thể có nguyên khí không ngừng tràn ra, khôi phục tinh thể thần quốc vừa bị nghiền nát này. Chỉ trong một nhịp thở hắn đã hoàn toàn khôi phục trạng thái toàn thịnh. Hai mắt hắn quét ra, ánh mắt bắn tới khiến rất nhiều hư ảnh điện hoàng đều bị đánh nát, hóa thành nguyên khí bổ dưỡng tiến vào cơ thể hắn. Một tòa thiên cung vừa chuẩn bị rơi xuống liền bị hắn há to miệng nuốt luôn vào trong bụng hắn lại ăn tươi nuốt sống thiên kiếp. Mà trong thân thể hắn, một linh mạch vương giai bị thiêu đốt mãnh liệt, lực lượng giao hòa với thiên kiếp, không ngừng rèn luyện pháp tắc tổ tiên trong thân thể hắn, muốn chuyển hóa thành bất diệt linh quan của nguyên tiên.